thức này và việc áp dụng nó vào cuộc sống mỗi người lại không hề đơn giản như các bạn nghĩ. Nhiều bạn xem video của mình nói rằng các bạn kiếm được ít tiền mỗi tháng thì liệu có cần quan tâm những thứ này không? Câu trả lời của mình đó là cần, thậm chí rất cần ở đằng khác. Bởi không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi, mà điều quan trọng đó là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Cuộc chơi sẽ nằm về phía sau của cuộc đời khi bạn đã 40-50 tuổi. Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng 50 tuổi mà không giàu chắc là lỗi của bạn rồi đúng không nào? Mình nói đùa thôi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau ở những video tiếp theo của mình nhé. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban kỹ thuật với một video vô cùng ý nghĩa, vô cùng giá trị. Bản thân em Hạnh thì cũng đã được xem video này rất là nhiều lần rồi và cực kỳ thấm cái video này của chú anh chị ạ. Và quản lý tài chính cá nhân, một trong những cái thiếu của người dân Việt Nam chúng ta là quản lý tài chính cá nhân đúng không ạ? Đa phần chúng ta đều chi tiêu trước, sau đó tiết kiệm sau và cũng chỉ tiết kiệm để phòng những cái rủi ro thôi, nhưng mà cuộc sống thì luôn luôn là chứa đựng rất là nhiều những cái rủi ro không ai biết trước. Và nếu có một cái câu đoạn cuối rất là hay mà em rất là tâm đắc đó là gì ạ? Không quan trọng bạn làm nghề nghề gì, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền và bạn dùng cái số tiền tiết kiệm đó như thế nào và làm nó sinh sôi nảy nở ra làm sao. Và sống sinh ra trong nghèo khó thì không phải lỗi của bạn, mà chết trong nghèo khó thì chắc chắn là lỗi của bạn rồi đúng không cô chú anh chị? Và rất là cảm ơn ban kỹ thuật với một video vô cùng giá trị. Và bây giờ em Hạnh thấy rằng là 8:01 rồi và sẽ trong khoảng là 5 phút nữa thôi thì chương trình chính sẽ được bắt đầu. Chính vì vậy cô chú anh chị, chúng ta hãy giúp ban tổ chức kiểm tra xem là bạn bè, người thân, những người đồng đội của mình đã có mặt đầy đủ trong buổi Zoom ngày hôm nay hay chưa. Nếu chưa thì cô chú anh chị hãy giúp ban tổ chức chúng ta nhanh tay gọi điện thoại cũng như gửi link Zoom, gửi link Zoom ngày hôm nay đến với những người bạn bè, những người thân của mình, những người đang khao khát đi tìm kiếm cho mình một cơ hội giàu có, đang ở ngoài kia đang chưa biết là bắt đầu như nào với thị trường đầu tư, thì cô chú anh chị hãy mời họ vào trong buổi Zoom ngày hôm nay. Bởi vì Zoom ngày hôm nay là một buổi Zoom vô cùng giá trị cô chú anh chị ạ. Tuy là miễn phí nhưng mà những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà trong cái buổi Zoom ngày hôm nay chia sẻ nó sẽ trị giá hàng chục triệu, thậm chí những kiến thức trong này có thể giúp cô chú anh chị bất kỳ ai, nếu như chúng ta hiểu được nó, chúng ta áp dụng nó thì chắc chắn cô chú anh chị chúng ta sẽ kiếm được hàng triệu đô đấy cô chú anh chị. Thực sự là một buổi Zoom vô cùng giá trị. Chính vì vậy cô chú anh chị chúng ta đừng giữ cho riêng mình, chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị, những cái điều tuyệt vời này đến, may mắn này đến với nhiều người hơn nữa được không chú anh chị? Dạ vâng ạ, em Hạnh sẽ dành cho cô chú anh chị chúng ta 30 giây để chúng ta có thể gửi cái đường link Zoom này đến nhiều người hơn nữa được không ạ? Xuống đi con. Không biết là cô chú anh chị nhà mình đã ăn cơm hết chưa ạ? Có ai mình chưa ăn cơm không cô chú anh chị? Có ai mình chưa ăn cơm mình đã vào trong buổi Zoom ngày hôm nay không ạ? Em thấy chị ơn rất là vui đúng không ạ? Rất là năng lượng đúng không? Không biết là có chuyện gì vui ấy. Cô chú anh chị mình đã gửi hết link Zoom cho bạn bè của mình chưa ạ? Dạ vâng, anh đi Đắk Lắk đúng không ạ? Ăn rồi đúng không ạ? Bây giờ là giờ mùa hè rồi và 8 giờ cũng phải là khoảng thời gian khá là muộn đúng không cô chú anh chị? Em Hạnh thì cũng ngày hôm nay thì cũng ăn cơm rất là sớm để có thể là sắp xếp thời gian cũng như chuẩn bị tốt nhất để có thể là gặp gỡ cô chú anh chị trong ngày hôm nay. Đi xuống dưới đi con. Dạ vâng ạ. Và ngay bây giờ em Hạnh xin phép được bắt đầu cái chương trình Zoom ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý cô chú anh chị đã đến với buổi Zoom Tư duy tài chính thành công. Chương trình được tổ chức vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần do team chiến lược thuộc hệ thống Triệu Tâm tổ chức với một mong muốn duy nhất, đó là xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài có một không chỉ giàu mạnh cả về tài chính mà còn về cả tư duy. Và ngày hôm nay thì em Hạnh rất là vui và may mắn khi nhận được sự tin tưởng của trước team chiến lược giao cho nhiệm vụ làm phụng sự trong vai trò làm MC, làm cầu nối kết nối tất cả quý cô chú anh chị đến với những người chủ giảng vô cùng tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép em Hạnh
Xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị, 83 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý cô chú anh chị là một phần không thể thiếu để tạo nên sự thành công cho buổi Zoom ngày hôm nay. Xin chúc cô chú anh chị chúng ta sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, năng lượng và đặc biệt sẽ nhận được nhiều giá trị nhất trong buổi Zoom ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý cô chú anh chị chúng ta hãy cùng nhau nở một nụ cười thật tươi và một hàng comment số hoa số 3 để chúng ta có thể chúc mừng cho sự hiện diện của tất cả chúng ta ở đây đúng không ạ? Bởi vì cô chú anh chị thực sự là những người may mắn khi chúng ta có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Trước đây em Hạnh không may mắn giống như quý cô chú anh chị đâu ạ. Khi mà em Hạnh bén duyên với thị trường đầu tư thì làm online chưa thực sự phát triển và Zoom cũng chưa nhiều người biết đến. Chính vì vậy mà em Hạnh cũng phải đi từ Thái Nguyên xuống dưới Hà Nội để có thể là được học hỏi những cái tư duy tài chính từ những anh chị thành công. Nhưng ngày hôm nay cô chú anh chị rất là may mắn khi mà mình ở nhờ nhà thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể giao lưu kết nối với tất cả các anh chị em ở khắp Việt Nam cũng như là các anh chị em thành công đúng không ạ? Đó là một cái điều thực sự may mắn. Và em Hạnh quan sát thấy rằng là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì có nhiều cô chú anh chị thì em Hạnh đã may mắn được biết và làm việc cùng. Còn một số cô chú anh chị em thì em Hạnh chưa có may mắn được biết. Thì em Hạnh xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình ạ. Em tên là Dương Hạnh, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Thái Nguyên. Em Hạnh thì đang định vị mình là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, một nhà đầu tư giá trị. Và không biết là trong buổi Zoom ngày hôm nay thì có cô chú anh chị nào cùng quê Thái Nguyên với em Hạnh không ạ? Nếu có cô chú anh chị nào cùng quê Thái Nguyên với em Hạnh thì cô chú anh chị có thể là comment chữ Thái Nguyên để có thể em Hạnh biết. Và em Hạnh rất là mong muốn rằng là sau cái buổi Zoom ngày hôm nay thì có cơ hội được kết nối và giao lưu với cô chú anh chị được không ạ? Có cô chú anh chị nào ở Thái Nguyên cùng quê với em Hạnh không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Em Hạnh xin chia sẻ một chút về bản thân mình. Em Hạnh thì trước đây đã có hơn 9 năm làm công việc truyền thống, làm công ăn lương. Và trong suốt cái quá trình trải nghiệm hơn 9 năm như vậy thì em Hạnh đã phát hiện ra những sự thật. Đó, đầu tiên đó là em Hạnh đang đánh đổi một sự thật rằng là gì ạ? Những cái thứ mà hơn 9 năm qua mình nghĩ rằng là nó ổn định nhưng thực tế nó chỉ ổn định về lý thuyết. Tức là gì ạ? Em phải đi làm thì em mới có tiền, em không đi làm thì em không có tiền. Ngày hôm nay em mạnh khỏe em đi làm nhưng ngày mai em không, nếu như có rủi ro gì xảy ra thì em không có đi làm được và em sẽ không có thu nhập. Và một cái điều quan trọng nữa là mình đang đánh đổi một cái thứ vô cùng giá trị lấy một cái thứ nó không hề xứng đáng. Có nghĩa rằng là thời gian của mỗi chúng ta đều vô cùng quý giá đúng không chú anh chị? Sức khỏe của chúng ta cũng vô cùng quý giá. Nhưng em Hạnh lại đang đánh đổi những cái thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình để đổi lấy một cái thứ không hề tương xứng với một mức lương nó chỉ đủ trang trải cho nhu cầu tối thiểu cuộc sống của mình thôi, ăn ở đi lại, nuôi con cái ở mức bình thường. Và em Hạnh cũng làm luôn được cái bài toán nhìn thấy tương lai của cuộc đời mình luôn nếu như mình vẫn làm công việc đó. Giả sử như em Hạnh làm lương 10 triệu một tháng nhưng và em Hạnh làm đến sau năm 60 tuổi, tức là em Hạnh còn 30 năm cuộc đời nữa để em Hạnh có thể là làm kinh tế, làm công việc, làm công ăn lương ổn định đó. Và một năm không ăn không tiêu gì, em Hạnh kiếm được 120 triệu. 10 năm em Hạnh kiếm được 1 tỷ 2 và 30 năm em Hạnh kiếm được 3 tỷ 6. Tức là cuộc đời em Hạnh giới hạn trong 30 tỷ 6 thôi. Không ăn không tiêu gì cô chú anh chị. Đấy. Nhưng mà thực tế rằng là sau hơn 9 năm trải nghiệm làm công ăn lương thì em Hạnh thấy rằng là thực sự cái công việc đấy nó không hề ổn định. Và em Hạnh đã tâm đắc rất một câu rằng là gì ạ? Bạn sẽ không biết được là ngày mai đến trước hay là kiếp sau đến trước. Tức là trong cuộc sống chúng ta luôn luôn chứa đựng những rủi ro mà chúng ta không biết được là ngày mai nó sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy thì nếu như mà chúng ta cứ đi phụ thuộc vào cái nguồn thu nhập duy nhất đó là làm công ăn lương, nếu như chúng ta không còn sức lao động, rủi ro sẽ đến thì cuộc sống của gia đình mình và mình sẽ ra sao? Và khi mà em lại nhận ra cái điều đấy, nhận thấy rằng là mình cần phải thay đổi và em đã cho phép mình đi tìm kiếm những cái cơ hội, những cái con đường khác nữa để giúp em Hạnh có thể tự do tài chính. Và rất là may mắn cho em Hạnh là đầu năm 2019 thì em được bén duyên với thị trường đầu tư và em hiểu rằng là muốn trở nên giàu có
Thì ngoài việc mình có một công việc, mình tạo ra thu nhập, thì mình cần phải biết sử dụng cái đồng tiền đấy. Và làm như nào để có đồng tiền đó có thể sinh sôi nảy nở và giúp mình tạo ra được cái tài sản lớn và giúp giải phóng sức lao động của mình. Đó. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã nghe cái câu chuyện của em Hạnh. Và em Hạnh tin chắc chắn rằng là tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, cô chú anh chị cũng đều giống như em Hạnh là gì ạ? Chúng ta đang khao khát đi tìm kiếm cho mình cái cơ hội để giúp cô chú anh chị nhà mình có thể là đột phá về tài chính, đúng không ạ? Có thể được tự do về thời gian, tự do về tài chính. Đó là cái điều tất cả chúng ta hướng tới. Nhưng mà có những người thì rất trẻ, 30, 40 tuổi thôi thì đã đạt được những cái điều đó rồi. Nhưng có những người thậm chí là vất vả đến già vẫn chưa đạt được. Vậy thì bí mật ở đây là gì? Thì ngày hôm nay cô chú anh chị chúng ta sẽ được biết được cái bí mật đó. Và em Hạnh thấy là trong phòng Zoom đã có 120 cô chú anh chị rồi. Cô chú anh chị chúng ta hãy tiếp tục đi ạ, giúp ban tổ chức gửi cái đường link Zoom này đến với nhiều người hơn nữa đi ạ. Bởi vì buổi Zoom hôm nay thực sự giá trị cô chú anh chị. Và người chủ giảng speaker của chúng ta ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời. Cô chú anh chị là một người sâu sắc, có rất nhiều những cái trải nghiệm và những cái chia sẻ của chị chắc chắn là sẽ giúp cô chú anh chị chúng ta có thể là giàu có và thịnh vượng đấy cô chú anh chị ạ. Dạ vâng ạ. Và trước khi mà bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay thì để cho không khí của chúng ta được gần gũi hơn, thân thiết hơn thì em Hạnh cũng rất là mong muốn được giao lưu với một hai cô chú anh chị được không ạ? Thì không biết là có cô chú anh chị nào trong buổi phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng chúng ta giơ right hand lên để có cơ hội được xuất hiện trước hơn 100 cô chú anh chị em, chúng ta được giới thiệu về bản thân mình ạ. Và giới thiệu cô chú anh chị mình tên là gì, mình đến từ đâu và cái mong muốn của mình khi mà tham gia buổi Zoom ngày hôm nay là gì được không ạ? Không biết là có cô chú anh chị nào mình mong muốn được xuất hiện trước 129 cô chú anh chị em không ạ? Thì có thể giơ right hand lên ạ, thì ban tổ chức sẽ mở mic cho mình nhé cô chú anh chị. Em đang nhìn thấy những cái ánh mắt rất là ánh mắt rất là sáng, những khao khát từ cô chú anh chị em, mình hãy mạnh dạn lên ạ. Em rất là mong muốn được nhìn thấy những cái cánh tay giơ right hand của các cô chú anh chị ạ. Em có nhìn thấy bàn tay right hand của một người anh. Dạ vâng ạ. Thì em xin phép được nhờ ban kỹ thuật mở mic cho anh Hoàng Đình Thảo ạ. Vâng, em mời anh ạ. Dạ, và anh mở mic ạ. Vâng, xin chào em Dương Hạnh. Xin chào em MC xinh đẹp và kính chào quý cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Rồi. Em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Đình Thảo và năm nay đã là 45 tuổi. Đến từ quê hương Thanh Hóa và hiện tại đang sống ở Hà Nội. Thảo rất là may mắn được biết đến cái buổi Zoom mà ý nghĩa ngày hôm nay. Xin giới thiệu với lại quý cô chú anh chị là Thảo cũng xuất phát từ một người truyền thống làm đi học rồi sau này có cái tấm bằng xin việc đó đi làm thuê mấy chục năm rồi. Vâng. Và đã vào Nam ra Bắc ở trên mọi miền Tổ quốc rồi. Thì đến cơ duyên đến năm 2022 mới biết được đến là cái sự gọi là thay đổi cái tư duy của mình. Đó, từ năm 2022 trở lại thì Thảo cứ cắm cúi gọi là hết làm công ăn lương xong rồi lại mở doanh nghiệp làm chủ, tự làm chủ rồi lại quay lại làm công ăn lương cứ loanh quanh luẩn quẩn vậy. Và ông bà ta nói là có kinh doanh mới làm giàu được thì Thảo mở doanh nghiệp. Nhưng mà trong khi mà mở cái doanh nghiệp ấy thì mình làm chủ nhưng mà thực chất ra thì mình lại chẳng có lương. Bao nhiêu năm làm chủ doanh nghiệp mình chẳng có lương, mình toàn phải trả trả lương cho công nhân thôi, nhân viên mình thôi. Thế thì cũng như em Hạnh cũng có cái tư duy đấy thì mình mới đi thắc mắc, mình hỏi là tại sao người ta lại có thể là có thời gian mà không phải làm việc mấy mà họ vẫn có tiền. Thế Thảo mới biết đến là phải biết bắt tiền làm việc thay cho mình.
khi mình đang kiếm tiền được, cái đồng tiền của mình là phần lớn là mình cứ tiêu hết đi. Nhưng mà cái người mà người biết làm giàu, người ta khôn hơn, người ta trích một phần để người ta bắt tiền làm việc cho mình. Thế thì sau đấy thì Thảo mới hiểu được rằng à, mình biết quý trọng cái đồng tiền mình hơn, và mình biết tiết kiệm hơn, và mình biết trích một phần tiền kiếm được của mình ra để mình tìm cái cơ hội và gửi gắm nó đúng nơi đúng chỗ, và nó sẽ làm việc cho mình 24/24. Thì dần 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 mình sẽ là được tự do về thời gian và tự do tài chính hơn, và đến ngày hôm nay thì Thảo cũng đỡ rồi, đúng không? Cũng bắt tiền làm việc được, cũng tốt tốt hơn rồi. Thì ngày hôm nay cũng là một cái buổi Zoom mà Thảo rất là tâm đắc, mà tâm đắc nhất trong tất cả các cái buổi Zoom, đó là dạy cho chúng ta có một cái tư duy tài chính tốt hơn, thông minh hơn, kiếm tiền thông minh hơn và giá trị hơn. Thì là rất mong muốn được nghe lại, nghe thêm chủ giảng ngày hôm nay để được gọi là thành thạo hơn trong việc là vận hành tiền, vận hành cuộc sống và thời gian của mình. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của Thảo. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của anh Hoàng Đình Thảo. Đây thì không phải là lần đầu tiên mà anh Thảo lắng nghe cái buổi Zoom này đúng không ạ? Và rất nhiều cô chú chị đây chúng ta cũng không phải lần đầu tiên được nghe cái buổi Zoom tư duy tài chính thành công này. Nhưng mà giống như việc là chúng ta học lái xe đúng không ạ? Làm giàu cũng như vậy. Chúng ta không thể là ngồi lên xe mà chúng ta lái một lần mà chúng ta mới lái được, mà phải lái rất nhiều. Và các buổi Zoom tư duy tài chính thành công như này, mỗi buổi Zoom sẽ có một vị chủ giảng khác nhau với những kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà nói chung họ đều chung một cái điểm là gì? Họ đã thành công, họ đã có những trải nghiệm và họ cũng chung một cái tư duy của giàu đúng không ạ? Và sẽ giúp cô chú anh chị chúng ta nhìn rõ hơn về hiểu rõ hơn về cái con đường của người giàu đang đi đúng không chị? Chúng sau đấy đến làm chủ và mình nhận thấy rằng là gì chỉ có vận hành mạng, thời gian của chúng ta có hạn, sức khỏe chúng ta có hạn và trí tuệ của chúng ta có hạn nữa, nhưng tiền là một trong người cho em đọc hạnh đọc cuốn sách là người giàu có nhất thành Babylon thì có nói rằng là gì tiền là một nô lệ làm việc không biết mệt mỏi. Với người giàu tiền nó là mỗi một đồng tiền là một nô lệ làm việc cho họ. Đó. Và chúc mừng anh Thảo đã may mắn được mở tư duy, mình cho phép mình là được gì ạ? Ra khỏi vùng an toàn và đến một lĩnh vực mới là lĩnh vực đầu tư. Và muốn giàu thì phải đầu tư đúng không ạ? Dạ vâng, chúc mừng anh Thảo và chúc anh cũng sẽ nhận được thật nhiều giá trị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Một lần nữa xin cô chú anh chị chúng ta hãy nở một nụ cười và chúng ta hãy comment đi ạ, comment một điều gì đó, có thể comment một số 5 đi ạ để chúc mừng anh Thảo đã đặt chân đến cái con đường của người giàu đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Cuối cùng chú chị chúng ta hãy comment đi ạ. Chúng ta chúc mừng người khác cũng là chúc mừng của mình anh chị. Ngày hôm nay chúng ta chúc mừng cho người khác thì ngày mai chúng ta sẽ được như mọi người chúc mừng anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và em thấy được những cái năng lượng ở trong cái phòng Zoom ngày hôm nay. Nhưng mà em rất là mong muốn được giao lưu với một cô chú anh chị nữa được không ạ? Cô chú anh chị nào mình sẵn sàng xuất hiện ở trước gần 200 cô chú anh chị em ạ. Mình có thể giơ right hand lên ạ. Những con người vô cùng tuyệt vời. Và chắc chắn là tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta đều là những người đã có tư duy, chúng ta đều có là những người chúng ta khao khát làm giàu rồi đúng không ạ? Chỉ là chúng ta đang chưa định hướng được và thứ hai là chúng ta đang chưa có cơ hội cho mình thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em đã nhìn thấy cánh tay của một người chị cũng rất là năng lượng và chị em sẽ xin dành cho chị 2 phút để chị có thể là chia sẻ giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là cái mong muốn của chị khi mà tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Em mời chị ạ, Hoàng Phương. Cảm ơn MC xinh đẹp, rất là năng lượng và dân hạnh. Và Phương xin mượn cánh tay của các quý cô chú anh chị sẽ thả một chào số 8 để cảm ơn cái sự nhiệt tình cũng như là năng lượng của MC. Và trong đây có hiện nay đã có 169 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom, thì có một số cô chú anh chị đã biết đến Phương, một số cô chú anh chị chưa biết đến Phương. Phương xin tự giới thiệu một chút về bản thân. Tên đầy đủ của Phương là Hoàng Thị Phương. Phương sinh năm 1982, sinh ra và lớn lên tại Phương Vĩnh Phúc. Và hiện nay thì Phương cũng giống như ba những cô chú anh chị khác. Trước đây thì Phương cũng làm một cái công việc đó là truyền thống bán hàng kinh doanh tạp hóa 13 năm. Trong suốt quá trình bán hàng tạp hóa 13 năm, nhưng mà cô chú anh chị ạ,
người ta gọi là cô chủ, hay gọi còn cách khác gọi là khổ chủ thì đúng hơn. Khi Phương biết đến rằng là Kim Tứ Đồ thì Phương đã thấy rằng là mình là ở ô số mấy trong cái nhóm Kim Tứ Đồ, và từ khi đó thì Phương đã định vị được bản thân mình ở đâu và mình cần phải làm sao để mình cần phải dịch chuyển. Và chính vì như vậy thì Phương cũng đã zoom thứ tư hàng tuần, đó là tư duy. Tại vì sao chúng ta muốn thay đổi được cái cuộc sống của chúng ta muốn có kiến thức, chúng ta cần phải có tư duy. Và cái buổi thứ zoom thứ tư hàng tuần đó là tư duy thành công thì sẽ giúp cho chúng ta có được những cái kiến thức mà ngoài đời chúng ta ngay cả bản thân Phương chưa được học hay là cũng chưa bao giờ. Thì cô bờ bến đã nhìn thấy chị cùng cái buổi zoom. Dạ vâng ạ, mạng của chị Phương có vẻ là hơi yếu đúng không ạ? Em Hạnh nghe có vẻ là giật giật đúng không cô chú anh chị? Có vẻ Phương thấy là rằng là nếu như chúng ta không thay đổi và chúng ta cứ làm việc như một con trâu, em nghe rõ à? nó bị hơi lag với nơi chị ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Cái màn hình của chị dừng rồi, em nghe thấy chị đã rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều và hy vọng là buổi sau có thể là giao lưu với chị nhiều hơn đúng không ạ? Đó, cảm ơn cô chú, cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Thì qua cái chia sẻ của Cảm ơn mọi chị người. Phương, dạ vâng, cảm ơn chị. Qua chia sẻ của chị Phương thì cô chú anh chị thấy là chị Phương lại có cái tư duy là gì, giống như các cụ nói rằng là phi thương thì bất phú đúng không ạ, và chị đã chuyển ra kinh doanh và chị cũng đã có những cái thành công nhất định cô chú anh chị. Tức là mọi người cần cái gì là chị Phương có cái đấy cô chú anh chị. Đấy, từ rau dưa đến mọi thứ, tất cả mọi thứ mà mọi người cần thì chị Phương đều có. Gặp chị Phương trước đây là 13 năm thì đều có cô chú anh chị, và cũng có một công việc kinh doanh khá là thành công. Nhưng mà chị thấy rằng là càng mình càng kiếm được nhiều tiền thì mình lại càng bận. Đấy, mình là khổ chủ, mình không có thời gian đi đâu, không có thời gian làm gì cho anh chị. Đấy, kiếm được tiền nhưng mà cũng không có thời gian tiêu tiền. Đấy, đi đâu chơi là rất là tiếc vì không bán được hàng. Đấy, thế thì khi mà chị được biết đến thị trường đầu tư, được tham gia các cái buổi Zoom thì chị hiểu rằng là có một cái cách nó thông minh hơn để có thể giúp chị kiếm được nhiều tiền hơn đúng không ạ? Thoải mái, tự do thời gian hơn, đó chính là vận hành tiền. Và chị cũng nhắc đến Kim Tứ Đồ đó, và Kim Tứ Đồ, nếu như cô chú anh chị nào chúng ta biết là Kim Tứ Đồ thì xin chúc mừng tất cả cô chú anh chị, bởi đó chính là tấm bản đồ tự do tài chính của những người siêu giàu trên thế giới. Chúng ta muốn đi một nơi nào đó thì chúng ta phải có bản đồ, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ, mà chúng ta đến đích nhanh nhất. Vậy thì Kim Tứ Đồ chính là cái tấm bản đồ dẫn tất cả chúng ta đến cái con đường tự do tài chính của chú anh chị, và cái kim tiền đồ đó như thế nào. Rất là nhiều những cái bí mật của giới siêu giàu, tư duy của giới siêu giàu ngày hôm nay cô chú anh chị sẽ được bật mí. Và em rất xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hoàng Phương. Một lần nữa xin cô chú anh chị hãy tặng cho chị Hoàng Phương những cái tràng số 8 đi ạ. Tràng số 8 thì cảm ơn những cái năng lượng của chị đã truyền cho phòng Zoom, những cái tư duy tuyệt vời của chị truyền, những cái tư duy tích cực đến tất cả cô chú anh chị em. Dạ vâng, chúc chị sẽ nhận được nhiều giá trị trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị, cảm ơn chị Phương, cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Bởi vì thời gian của chương trình không có nhiều cho nên em Hạnh chỉ xin phép được giao lưu với hai cô chú anh chị em. Và em Hạnh xin phép được công bố cái nội dung của chương trình ngày hôm nay. Nội dung của chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên đó là công thức tài chính thành công. Nội dung thứ hai đó là bí quyết quản lý tiền của những người giàu. Nội dung thứ ba là làm gì để gia tăng tài sản bền vững. Và đặc biệt là kênh đầu tư tạo ra nhiều triệu phú và tỷ phú nhất trên thế giới. Em Hạnh phải nói thực sự rằng là em Hạnh vẫn phải nhắc lại cô chú anh chị, chúng ta đang là những người vô cùng may mắn, trong khi ở ngoài kia mọi người chưa rất là khao khát thành công nhưng mà cũng chưa biết định hướng là bắt đầu từ đâu đúng không ạ. Và đặc biệt trong đầu tư thì kiến thức cực kỳ quan trọng cô chú anh chị, tư duy đúng và kiến thức là cực kỳ quan trọng. Muốn giàu thì phải đầu tư, nhưng nếu đầu tư mà không có kiến thức thì chẳng khác nào đánh bạc của anh chị. Và em cũng vô cùng tâm đắc một câu nói của một người anh speaker rất nổi tiếng trong chương trình Tư duy tài chính thành công. Anh có một câu rằng là gì ạ? Nếu như bạn đầu tư mà không có kiến thức thì bạn kiếm tiền còn khó hơn là bạn đi làm công ăn lương. Đấy, chính vì vậy mà ban tổ chức team chiến lược cũng tổ chức ra chương trình Tư duy tài chính thành công để giúp tất cả những cô chú anh chị chúng ta đang muốn
chúng ta bắt đầu bước chân vào thị trường đầu tư nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hay những cô chú anh chị chúng ta đang khao khát làm giàu nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được rằng là mình sẽ bắt đầu như thế nào, thì buổi Zoom hôm nay là dành cho tất cả quý cô chú anh chị ạ. Dạ vâng, và ngày hôm nay buổi Zoom tuyệt vời ngày hôm nay thì em Hạnh lại không phải là người chia sẻ, mà người chia sẻ sẽ là một người chị mà em Hạnh đã may mắn được đồng hành và làm việc trong suốt hơn 2 năm qua. Và chị cũng là một người mà em Hạnh rất là yêu mến, cũng như là luôn luôn học hỏi cái tinh thần học tập, cái sự cho đi hết mình của chị, cũng như cái năng lượng của chị. Và đặc biệt chị cũng là người cũng trải qua rất là nhiều những cái công việc, ngành nghề, kinh doanh khác nhau. Và khi mà bén duyên với thị trường đầu tư thì chị đã có những cái thành quả nhất định, và chắc chắn là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị những cái bí mật của những người giàu, những cái tư duy mà sẽ giúp các cô chú anh chị chúng ta sẽ đạt được những cái thành công, những cái chúng ta sẽ kiếm được số tiền hàng triệu đô theo đúng nghĩa đen này cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị chúng ta sẽ biết chính xác được cái hướng đi, cái để giúp chúng ta trở nên giàu có. Và trước khi mà em Hạnh mời người speaker vô cùng tuyệt vời đó lên chia sẻ thì em Hạnh cũng có một chút cái yêu cầu nho nhỏ, rất là mong muốn quý cô chú anh chị hợp tác được không ạ? Đó là em Hạnh biết rằng là sau một ngày làm việc mệt mỏi thì lẽ ra thời gian này là cô chú anh chị chúng ta dành thời gian cho gia đình, con cái, hoặc là chúng ta nghỉ ngơi, nhưng mà cô chú anh chị chúng ta lại quyết định là chúng ta lựa chọn chúng ta có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Vậy thì điều đó chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ là cô chú anh chị chúng ta đang thực sự nghiêm túc với cuộc đời của mình, chúng ta đang có trách nhiệm lớn với cuộc đời của mình, và chúng ta cũng đang khao khát, thực sự khao khát tìm kiếm một cái cơ hội, một cái con đường hướng đi cho mình, đúng không ạ? Chính vì vậy, để mà cũng giúp cô chú anh chị chúng ta nhận được trọn vẹn cái giá trị của buổi ngày hôm nay thì em Hạnh cũng có một cái đề nghị nho nhỏ một chút như này. Em Hạnh biết rằng là trong cuộc sống có thể rất nhiều cô chú anh chị ở đây chúng ta đã làm kinh tế rất giỏi, hoặc là cô chú anh chị chúng ta đã thành công ở một lĩnh vực nào đó, nhưng mà ngày hôm nay cô chú anh chị vẫn cho phép mình có mặt ở đây, đó là một điều thực sự tuyệt vời cô chú anh chị, đó là một điều thực sự tuyệt vời. Và trong buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng không phải là một buổi đào tạo hay là một buổi huấn luyện, mà chỉ đơn giản là một buổi chia sẻ từ những người mà họ đã có những cái kinh nghiệm, họ đã có những kết quả trong thị trường đầu tư, với mong muốn là trao giá trị đến cộng đồng, giúp nhiều người hơn nữa có những cái tư duy đúng và không bị mất tiền ở các cái dự án lừa đảo, hay là có cái tư duy đúng để có thể kiếm nhiều tiền hơn. Chính vì vậy mà rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy lắng nghe với một tâm thế là ly rỗng 100%, đúng không ạ? Tập trung 100%, và đặc biệt và mong muốn cô chú anh chị chúng ta sẽ không phán xét, được không ạ? Chúng ta không phán xét. Nếu như cô chú anh chị chúng ta thấy hay, chúng ta thấy tuyệt vời, phù hợp với mình thì có thể áp dụng. Còn nếu như không cảm thấy phù hợp thì có thể rằng là mình để sang một bên, được không ạ? Và mình coi như là mình biết thêm một cái vài điều mới, đúng không chú anh chị? Và thứ hai là cũng rất quan trọng, đó là cô chú anh chị chúng ta nếu như không có việc gì đó nhạy cảm hoặc bận thì cô chú anh chị chúng ta hãy mở hết camera lên, được không ạ? Để chúng ta có thể nhìn thấy nhau, trao cho nhau những cái nụ cười, những cái năng lượng, để speaker của chúng ta có thể là chia sẻ hết những cái kinh nghiệm, những cái bí mật mà chị đã trải nghiệm trong suốt thời gian qua để chia sẻ tất cả chúng ta, được không cô chú anh chị? Dạ vâng, đặc biệt là hãy chọn cho mình một chỗ ngồi wifi khỏe nhất nhé. Nếu như lúc nãy wifi của chị Phương ấy, lỡ như là có một cái chi tiết nào đó, câu nào đó hay thay đổi được mình nhưng mình lại không nghe rõ được thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn, đúng không cô chú anh chị? Dạ vâng, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và cô chú anh chị mình đã rất là nóng lòng rồi, đúng không ạ? Chờ đợi speaker của chúng ta ngày hôm nay rồi, và em Hạnh sẽ không để cô chú anh chị phải chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ xin quý cô chú anh chị chúng ta hãy dành một nụ cười tươi, năng lượng và comment một hàng số 9 để chào đón lên đây speaker của chúng ta, chủ giảng của chúng ta ngày hôm nay, chị Thu Trang. Chào mình. Cảm ơn MC. Cả nhà có nghe rõ Trang nói không nhỉ? Cảm ơn MC vô cùng tuyệt vời của chúng ta tối ngày hôm nay, bạn Dương Hạnh. Cả nhà cũng không quên dành cho bạn một tràng pháo tay được không ạ? Cánh tay của cả nhà đó hết rồi. Ở đây Trang nhìn thấy rất nhiều những gương mặt thân quen, và có những gương mặt mà đây là lần đầu tiên Trang có cơ hội được ngồi đồng hành cùng với tất cả quý cô chú anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy giơ cánh tay của mình lên nhá. Cánh tay của cả nhà đã hết rồi nhỉ? Đó.
Thầy của Giang nói rằng là khi mà chúng ta vỗ tay thì chúng ta sẽ sinh ra năng lượng, và năng lượng đó sẽ giúp cho chúng ta có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị có mặt trong chương trình Tư duy tài chính thành công buổi tối ngày hôm nay cùng với Trang, và đây là một niềm vinh dự đối với bản thân của Trang, và Trang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay, Trang đã thấy được có khá nhiều quý cô, quý chú cô khá lớn tuổi, và ở đây thì Trang có thể giới thiệu về mình một chút. Trang thì tên đầy đủ là Phạm Thị Thu Trang, và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở Hưng Yên. Trang thì sinh năm 1983 đó. Hạnh có nghe rõ chị nói không nhỉ? Em có nghe nhưng có vẻ rằng là nó hơi 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 ồn một chút Hơi ồn à? Hơi ồn à? Có nghe rõ không? Chị có bật ấy không? đấy. Nghe thì vẫn nghe rõ nhưng có vẻ là nó hơi ồn một chút được không? Sao ạ? Rõ không? Rõ ạ. Ok nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mẹ Trang gọi, xin lỗi cả nhà chút xíu. Thì Trang cảm thấy rất là vinh dự khi có mặt trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay, và có chia sẻ tới quý cô chú anh chị những bài học, những sự trải nghiệm, những kinh nghiệm, cũng như là những cái đúc kết được trong một cái quá trình mà từ một người làm công ăn lương. Và trong cái buổi đọc sách sáng nay thì có một cái có nghĩa là người ở trong chuồng gà và người ở ở ngoài chuồng gà. Thì ngày trước thì bản thân Trang cũng giống như phần đa tất cả mọi người trong xã hội, là Trang cũng đi học rồi sau đó rồi đi làm, và Trang có tận tới 17 18 năm đó là làm thuê kiếm tiền, có thể nói là như thế, và có 9 năm sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Tuy nhiên trải qua một cái quãng thời gian như thế và quay trở lại Việt Nam để nhìn nhận lại cái quá trình, cái hành trình làm kinh tế của mình, thì mình thấy được rằng là nếu như mình không thay đổi và nếu như mình vẫn vẫn đi theo một cái hướng đó thì mình sẽ giống như bao nhiêu người người khác, và dần dần cái cuộc sống của mình nó sẽ vẫn như vậy, nó vẫn như vậy, nó không có gì nhiều thay đổi. Và có một cái câu mà Trang thấy rằng là nó đúng và nó giúp cho Trang có được một cái bài học từ đó, đó là gì? Mình sinh ra, sau đó mình trưởng thành, mình lớn lên và mình chết ở năm 25 tuổi, và sau đó đến năm 75 tuổi mình mới đi chôn. Cái chết ở đây nó không phải là chết là dọn là mình gọi là chết đấy, mà là cái chết ở đây đó là chết về tư duy, chết về ước mơ, chết về hoài bão, chết về rất nhiều thứ, những cái mong muốn mà ngày trước của mình làm mình mong muốn mình có được điều đấy. Thế nhưng mà bởi vì là do khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ở cuộc sống ngoài kia có quá nhiều thứ va đập vào chúng ta, và chúng ta quên đi mất những cái hoài bão, những cái giấc mơ đó của mình. Hoặc cũng cũng có thể trong cuộc sống chúng ta mong muốn tìm kiếm cho mình những cơ hội, nhưng chúng ta chưa tìm được những cơ hội đó, và cũng chưa có ai chỉ cho chúng ta được cái điều đó. Đó. Thế thì Trang thấy được điều đó, và Trang đã thay đổi cái tư duy của mình, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và cũng rất là may mắn một người cháu tại Sài Gòn có nói với Trang một câu như thế này cả nhà. Đó là: cô Trang ạ, thời đại này chúng ta không còn kiếm tiền bằng sức lao động nữa, mà đó là kiếm tiền bằng trí óc. Và Trang có thể nói rằng là từ đó Trang 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 có được một cái bước ngoặt cho chính bản thân mình về cái suy nghĩ và cái tư duy của mình. Cách đây khoảng 10 ngày thì Trang may mắn là được đặt chân tới một đất nước rất là phát triển về công nghệ. Có thể nói bây giờ thì đất nước đó đang là trung tâm đổi mới cái công nghệ của thế giới. Và khi đến đó rồi thì Trang mới thấy được rằng mình lựa chọn đúng, mình thay đổi tư duy là đúng. Bởi vì nếu như mình không thay đổi tư duy thì khi đến đất nước đó thì cũng giống như những người lao động bình thường khác. Đó là Trang đã có cơ hội được đặt chân đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ở cái đất nước đó thì có một điều như này: 8 người lao động nước ngoài đến đó để làm việc, để nuôi 2 người dân bản xứ. 2 người dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ 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 là dân gốc ở đó, nhưng không phải là nó không phải nguồn thu đó nó đến từ gọi là những cái mà vốn dĩ cái đất nước ấy có, nó đến từ dầu mỏ. Dầu mỏ thì hiện nay nó chỉ chiếm có 3% GDP của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thôi. Thế nhưng đất nước đấy nó có một sự phát triển ngoạn mục, thì đó chính là cái tư duy, cái thay đổi, và họ có được một cái cách kiếm tiền cả nhà, đó là kiếm tiền bằng trí tuệ. Thế thì mình đến đấy rồi mình mới thấy được rằng là bản thân mình ngày trước cũng cũng như vậy,
và có rất nhiều người dành rất nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao cái chuyên môn trong cái lĩnh vực mà mình làm, nhưng rốt cuộc thì mình vẫn chỉ là ở trong tám cái người kia thôi, đó là đi làm việc và xây dựng ước mơ cho người dân bản xứ đó. Và Trang thấy được rằng cái điều quan trọng nhất trong mỗi chúng ta để chúng ta hướng tới sự tự do về tài chính, sự thành công, sự giàu có, sự hạnh phúc viên mãn, đó là cách chúng ta nhìn nhận, chúng ta thay đổi tư duy đó cả nhà. Và chị Trang sẽ xin phép được chia sẻ cái slide của mình buổi tối ngày hôm nay nhé. Chia sẻ. Hãy nhìn thấy slide của chị không nhỉ? Đó. Ok. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trang mong đầu tiên thì Trang mong muốn chia sẻ tới tất cả quý cô chú anh chị một cái định nghĩa tự do tài chính. Vậy tự do tài chính là gì? Thì một cái định nghĩa rất đơn giản mà một người thầy nói rằng tự do tài chính là bạn có thể sống theo phong cách mà bạn mong muốn, mà bạn không cần phải quan tâm đến túi tiền của bạn, mà bạn không cần phải đi làm, thì lúc đó bạn được coi là tự do tài chính. Và cái từ tự do tài chính là một cái từ khóa mà có thể nói rằng trong tất cả trong số chúng ta ở đây đều mong muốn hướng tới. Bởi vì khi có được điều đó, chúng ta sẽ có được tự do thời gian, có được sức khỏe hoàn hảo, có được hạnh phúc viên mãn. Bởi vì một người thầy lại nói một câu nữa rằng tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì chưa thể tức là hạnh phúc của bạn chưa hẳn đã tròn đó. Thế thì tự do tài chính thì nó chỉ đơn giản là như thế. Vậy thì làm thế nào, bằng cách nào và từ đâu, từ cái gốc rễ nào chúng ta có thể đạt được cái điều đấy, thì trong buổi tối ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ tới quý quý anh chị điều đó đó. Và đó là gì? Đầu tiên để đạt được điều đó, đó chúng ta cần phải thay đổi tư duy. Và thay đổi tư duy chúng ta sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta nó sang một trang mới. Nó giống như cách mà chúng ta nhìn một bức tranh ấy. Nếu như chúng ta nhìn chính diện, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một cô gái. Nhưng có thể chúng ta nhìn ở một cái chiều khác chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh khác nữa trong cuộc sống. Vậy thì khi mà chúng ta thay đổi suy nghĩ thì cuộc đời của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy. Và Napoleon Hill nói rằng nếu như bạn không thể hình dung ra số tài sản trong trí tưởng tượng của bạn thì bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong cái tài khoản ngân hàng. Và đây chính là một cái trích dẫn từ trong cái cuốn sách 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill đó. Và có thể nói rằng cái cuốn sách này là một cái cuốn sách mà giúp cho chúng ta có thể thay đổi từ tư duy đến cái cách mà chúng ta làm thế nào chúng ta đạt được điều đấy đó. Vậy thì bí quyết của cái người thành công là gì? Đầu tiên đó là chúng ta mong muốn trở thành người như thế nào trước. Đó, giống như Trang vừa chia sẻ, chúng ta cần phải thay đổi tư duy thì chúng ta sẽ biết được rằng là đầu tiên chúng ta mong muốn trở thành người như thế nào trước. Đó. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm ai trong trong cái người mà chúng ta mong muốn trở thành đó, ai là cái hình mẫu mà chúng ta muốn hướng tới để chúng ta nhìn thấy họ. Đó. Và cuối cùng đó là công thức, công cụ dẫn họ đến những cái thành công đó thì cũng sẽ dẫn chúng ta đến những cái thành công đó cả nhà. Ở đây thì Trang có thể chia sẻ một cái gọi là chúng ta giống như đường lên đỉnh Olympia, có khởi động, có vượt chướng ngại vật, có tăng tốc và có về đích, đúng không? Và trong cái công cuộc làm kinh tế của chúng ta như vậy, đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ này, chúng ta tưởng tượng, chúng ta mong muốn, sau đó thì chúng ta đi trau dồi kiến thức của mình. Và sau đó thì chúng ta luôn luôn ở trong mình, những người thành công bao giờ ở trong họ cũng có được một điều, đó là họ suy nghĩ rằng rồi một ngày nào đấy họ sẽ trở thành nên giàu có. Đó chính là đến từ tự kỷ ám thị. Bởi vì cái sự ám ảnh đó nó sẽ giúp vũ trụ đưa họ tới những cơ hội, những cái con người có thể dẫn đường họ. Đó. Thì đầu tiên đó là màn khởi động. Khởi động đó nó giống như những cái buổi Zoom mà chúng ta đang tham gia như thế này. Chúng ta đang ngồi cùng nhau chia sẻ những kiến thức, những tư duy cùng với nhau như 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 thế này, nó được coi là sự khởi động đầu tiên. Đó, bằng cái việc đó là chúng ta học hỏi, xây dựng cho mình kiến thức. Đến bước thứ hai đó là vượt chướng ngại vật. Vượt chướng ngại vật thì đầu tiên chúng ta cần phải có niềm tin rằng khi chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta phải có niềm tin được rằng là mình sẽ trở nên giàu có.
Bởi vì khi chúng ta có niềm tin thì sẽ có những cơ hội kỳ diệu nó đến với chúng ta. Và bản thân trong mỗi con người của chúng ta có một thứ nó gọi là tiềm thức. Đó, tiềm thức thì sau khi bạn cài đặt cái niềm tin vào đầu thì cái tiềm thức đó sẽ giúp cho bạn xây dựng được mơ ước. Và cái quyền năng lớn nhất trong mỗi con người của chúng ta đó là quyền ra quyết định. Đó là quyền năng lớn nhất cả nhà. Đó. Và phần tiếp theo đó là tăng tốc. Đó là bạn cần phải lên kế hoạch, bạn cần phải có tổ chức. Sau đó thì bạn kiên trì đi theo cái mục tiêu, cái hướng tới của mình đó. Và một điều quan trọng nữa đó là bạn phải tìm cho mình một cái nhóm, một cái cộng đồng gọi là nhóm trí tuệ, nhóm ưu tú để có được cùng một cái tư duy giống như bạn thì bạn sẽ có được điều đó. Nó giống như một cái điều như này mà Trang thấy nó luôn đúng. Đó là bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn bạn chơi thân nhất. Kể cả với các bé học từ cấp 2, từ cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3. Nếu như con cái của chúng ta định hướng rằng là cái người bạn mà 5 người bạn mà chơi cùng với mình bây giờ, ngay từ thời điểm còn đi học thôi nhá, là những người học giỏi, là những người mong muốn khám phá những cái mới, thì bản thân mình cũng bị cuốn theo điều đấy. Nhưng nếu như 5 người bạn của mình mà sống buông thả, đi theo những chiều hướng nó tiêu cực thì bản thân mình cũng sẽ bị tiêu cực theo. Vậy thì cái nhóm trí tuệ ưu tú này sẽ giúp cho chúng ta có được điều chúng ta muốn. Nếu như chúng ta thực sự là gọi là khao khát điều đấy, và chúng ta cần phải tìm được cái nhóm cùng cái nguồn năng lượng, cùng cái nguồn trí tuệ giống như như chúng ta. Đó. Và phần cuối cùng đó chính là về đích. Về đích này thì chúng ta cần phải tư duy, chúng ta cần phải sử dụng não bộ nhiều hơn. Và một cái điều rất quan trọng đó là cảm tính trong mỗi con người, đó gọi là giác quan thứ sáu. Tại sao có những người là cùng một cơ hội đến với nhau, cùng một cơ hội giống nhau, nhưng có những người họ nhìn thấy trước điều đó, nhưng cũng có những người không nhìn thấy cơ hội đó? Thì nó đến từ cái cảm đầu tiên, nó đến từ cái cảm nhận của mỗi con người đó. Đó, và thêm một cái chương rất đặc biệt ở trong một cái cuốn sách nữa, thì nếu như mà có thời gian nhiều hơn thì cha sẽ phân tích sâu vấn đề này. Nhưng tổng thể lại, chúng ta cũng sẽ có khởi động, có vượt chướng ngại vật, có tăng tốc, và cuối cùng chúng ta sẽ về đích với những cái sự lựa chọn, cái công cụ và những cái người đồng hành của chúng ta như vậy đó. Và đây là một thần tượng trong gọi là kiếm trong lĩnh vực đầu tư mà Trang rất là ngưỡng mộ, đó là ông Warren Buffett. Và ông nói rằng đừng bao giờ bạn phụ thuộc vào một cái nguồn thu nhập, mà hãy đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập khác. Thế thì tại sao mà Trang lại đưa cái câu nói này lên? Thì lát nữa trong cái phần chia sẻ của mình, quý vị sẽ hiểu được lý do tại sao mà đầu tư sẽ giúp cho chúng ta có được điều đó. Đó. Và giống như em Hạnh vừa trong câu chuyện của em Hạnh, trong câu chuyện của chị Hoàng Phương, câu chuyện của anh Thảo, thì mọi người hay nhắc đến một thứ đó là kim tứ đồ. Nhưng trong ngày hôm nay thì Trang muốn chia sẻ đó là bí mật dòng chảy của tiền, nó cũng nằm trong đó. Nếu như Trang không có một sự thay đổi thì Trang vẫn ở một cái nhóm người làm công đó, vẫn là nhóm người làm công, vẫn là cái nhóm người chiếm phần đa trong xã hội, nên tới con số 95% dân số nhưng chỉ nắm giữ 5% tài sản. Và ngày ngày càng có sự phân hóa giàu nghèo rất lớn giữa người giàu và người nghèo, mà nhóm trung lưu thì càng ngày càng bị thu hẹp dần, càng ngày càng bị thu hẹp dần. Bản thân Trang hiểu được rằng mình được sinh ra ở thời kỳ bùng nổ dân số. Ở đây quý cô chú anh chị chắc ở đây có rất nhiều gọi là các cô các chú, thì cái thời kỳ bùng nổ dân số ở Việt Nam, giống như Trang bây giờ năm Trang năm nay 40 tuổi, có thể là khoảng 20 năm nữa thì số lượng người về hưu và những số lượng và cái số lượng người trẻ tuổi để nuôi những cái người về hưu đó, nó sẽ bị mất cân bằng của xã hội. Và có thể nói rằng là đây là một cái bài toán rất là lớn cho những người tầm tuổi như Trang bây giờ đang xây dựng cho mình một cái dòng tiền đó. Thế thì thường thường thì chúng ta sẽ định vị được rằng là mình đầu tiên bố mẹ chúng ta sẽ nói rằng là con học giỏi, sau đó con tìm một công việc ổn định, lương cao và sống trong đó. Thế nhưng có một điều mà Trang giống như Trang nói rằng là người ở trong chuồng gà và người ở ngoài chuồng gà. Người trong trường gà và người trong... Tại sao Trang lại nói điều đó?
Nếu như chúng ta lựa chọn những người đi làm công, chúng ta tưởng chừng như chúng ta đang sống ở một cái mà môi trường nó là an toàn, nó gọi là nhàn, rồi nhiều yếu tố nữa. Thế nhưng để đảm bảo cho chúng ta có một cuộc sống nó gắn với chữ tự do thì điều đấy sẽ không thể được với người làm công. Đó. Tiếp theo đó, khi mà có những người làm công giỏi rồi thì họ sẽ có xu hướng mở cửa hàng, họ sẽ có xu hướng làm, bởi vì họ làm giỏi cái lĩnh vực đó thì họ sẽ chuyển sang đó là tự kinh doanh. Thế nhưng những cái người mà tự mở cửa hàng ra kinh doanh này, họ vẫn ở phía bên trái của những người nghèo. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì những người mà trở ở bên phải thế giới của những người giàu, những ông chủ của doanh nghiệp lớn, nó khác nhau về quy mô cả nhà. Nếu như bạn có một doanh nghiệp mà ở đó bạn có 500 người đang làm việc cho bạn thì bạn bước sang bên phải của kim tứ đồ, chủ của những công ty lớn rồi. Nhưng nếu như bạn chỉ mở ra một cửa hàng tự kinh doanh có khoảng 5, 10, 20 cái nhân công làm việc cho bạn thôi thì bạn vẫn ở phía bên này của kim tứ đồ. Nó khác nhau về quy mô về đó. Vậy thì với người bình thường như chúng ta biết được rằng để chúng ta bước sang thế giới của những người giàu mà đi qua từng bậc như thế thì rất khó khăn. Nhưng có một cái ô có thể giúp ta đạt được điều đó, và nó chính là ô đỉnh cao nhất của cái bí mật dòng chảy của tiền này. Đó chính là ô của những nhà đầu tư, ô của những người dùng tiền để vận hành. Và ở ở trong cái ô này chiếm có 5% dân số thôi, nhưng mà họ nắm giữ tới 95% tài sản của thế giới đó. Và ông Robert Kiyosaki, ông ấy có một cái chia sẻ rất là hay trong những cuốn sách của ông, thì chúng ta sẽ cùng xem một cái video ngắn của ông nhé. Chúng ta hãy cùng xem video ngắn. Ai cũng nói về tiền và muốn kiếm tiền. Tuy nhiên thực tế là họ cần có những kỹ năng tài chính để kinh doanh. Hầu hết mọi người gặp rắc rối về chuyện tiền bạc vì họ không được dạy. Cha mẹ thì chỉ nói rằng hãy đến trường và học chăm chỉ. Nhà trường chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở. Việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không được dạy gì về kỹ năng tài chính. Điều đó tạo ra những sinh viên tốt nghiệp với điểm số xuất sắc. Nhưng với đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, họ có thể rất thông minh. Máy tính của Trang chắc không biết cọ vào đâu. Xin lỗi cả nhà chút xíu nhé, chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Vâng, những cái chia sẻ của chị Thu Trang thực sự tuyệt vời, đúng không chú anh chị? Các cô chú anh chị hãy comment một điều gì đó để cho chị Trang thêm động lực nhé. Đó. Đó thì ông nói rằng nguyên nhân chính khiến cho mọi người vật lộn vì đồng tiền là vì họ đã dành rất là nhiều năm ở trường học nhưng lại không được học gì về tiền bạc. Kết quả là họ chỉ được học cách làm việc vì đồng tiền chứ không bao giờ học cách khiến cho đồng tiền làm việc cho họ. Thì đấy là cái gọi là nội dung chính của cái video. Thì ông có nói như vậy và Trang thấy được rằng là đúng, đúng là như thế. Vậy thì làm thế nào đó để cho chúng ta có thể bước sang một cái trang mới trong cái cuộc đời của mình. Đó. Vậy thì bạn đã bao giờ tự hỏi rằng là mình đang làm việc vì tiền hay là tiền làm việc cho mình chưa? Bản thân Trang thì phải đến cách đây vài năm thì Trang mới đặt ra cho mình một cái câu hỏi như vậy. Đó. Nhưng nếu như bạn làm việc vì tiền, bạn cần phải bỏ thời gian, công sức để kiếm tiền và có thể bạn sẽ phải lao động vất vả cả đời. Và đây chính là một cái bài học cực kỳ đắt giá. Khi mà có thể nói ra ngoài đường đi chợ, Trang vẫn nhìn thấy rất rất nhiều các cô các chú lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải vật lộn với cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta luôn có một cái tư duy, một cái suy nghĩ là chúng ta làm việc vì tiền. Nhưng nếu như tiền làm việc cho bạn thì tiền sẽ chảy về tài khoản của bạn ngay cả khi bạn đang ngủ.
hoặc là bạn đang đi chơi, thì đó mới chính là một cái đỉnh cao, và chúng ta cần phải lựa chọn cái điều đó để giúp cho chúng ta đạt được những cái gì chúng ta mong muốn. Ở đây Trang có thể chia sẻ một chút liên quan tới đó là những cái kiến về 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 kiến thức về tiền như này. Tiền mà làm từ thụ động, thu nhập gọi là thụ động á. À, thu nhập chủ động, Trang xin lỗi nhé, thu nhập chủ động đến từ đến từ việc đi làm thuê này, làm tư này, bỏ công sức bán thời gian rất là nhiều thứ, thì nó được gọi được ví như dòng tiền F1. Lãi suất trên vốn khi mà chúng ta gọi là có một cái cơ hội nắm giữ một cái tài sản nào đấy, thì ví dụ như là nhà này, đất này, xe cộ, vàng, cổ phần, mà chúng ta gọi là chênh lệch so với thời điểm mà chúng ta mua đến khi mà chúng ta bán ra ấy, thì đó được coi là dòng tiền F2. Nhưng để thực sự tự do về tài chính thì chúng ta cần có một thứ nó đến là dòng tiền. Dòng tiền ở đây thì thường chúng ta sẽ nhìn thấy, ví dụ như là có rất nhiều quý cô chú anh chị trong một cái thời kỳ mà cơ hội nó đến, nắm giữ được rất nhiều những cái miếng bất động sản lớn, và sau đó thì bây giờ cho thuê và có một dòng tiền chảy về hàng tháng. Đó. Thứ hai nữa, nó đến từ việc chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, và cái lợi nhuận của doanh nghiệp đấy chi trả cho chúng ta, nó đến từ cổ tức, và đây chính là dòng tiền mà được coi là F3, và nó cũng là cái đích để cho chúng ta hướng tới sự tự do về tài chính, bởi vì tự do khi mà chúng ta không cần phải đi làm nữa. Đó. Và một cái điều khác biệt lớn lớn nhất giữa nhà đầu tư và những người đi làm thuê đó là gì? À, một cái ví dụ nhá, đó là James Quincey, một CEO của Coca-Cola. Coca-Cola là hãng nước uống mà tất cả chúng ta đều biết đúng không ạ? Vậy thì khi mà ông làm việc cả ngày và thu nhập của ông có thể nói ở cái tầng lớp gọi là đi làm công ăn lương, làm thuê, nó là rất là lớn, lên tới 16 triệu đô la một năm. Nhưng cũng không thể bằng ông Warren Buffett. Ông ấy đầu tư vào Coca, ông ấy không cần làm gì cả, nhưng thu nhập đến từ cổ tức của ông ấy lên tới con số 547 triệu đô la một năm. Đó, thì đó chính là sự khác biệt gọi là của nhà đầu tư và người làm công ăn lương là như vậy. Đó. Và ông Warren ông ấy nói rằng trong khi người khác đang tìm kiếm một công việc để gia tăng thu nhập thì tôi chẳng làm gì cả. Việc của duy nhất của tôi là dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Sau một thời gian tôi trở nên giàu có, còn họ thì không. Vì vậy, công việc chỉ cho bạn ổn định về mặt lý thuyết, nhưng đầu tư thì lại cho bạn một thực tế thịnh vượng. Đó, thì đấy đây chính là một cái triết lý của nhà đầu tư huyền thoại thế giới, mà cho chúng ta thấy được rằng cái công việc mà chúng ta được coi là an toàn đó chỉ cho bạn ổn định về mặt lý thuyết thôi. Đó. Vậy thì trước khi đến với việc đó là chúng ta đầu tư gì và làm thế nào chúng ta có được cái điều đó, thì chúng ta cần phải phân biệt giữa tài sản và tiêu sản. Tài sản là những thứ mà càng để lâu càng tăng giá trị, đúng không ạ? Ví dụ như bất động sản, vàng, rồi đồ cổ, tiền kỹ thuật số, cổ phần, cổ phiếu, vân vân. Tiêu sản là những thứ càng để lâu càng giảm giá trị. Nhưng một cái định nghĩa rất đơn giản, một cái định nghĩa đơn giản hơn, đó là tài sản là những thứ mang tiền đổ vào trong túi của ta, còn tiêu sản là những thứ mang tiền ở trong túi của chúng ta đi mất. Thì đó chính là sự phân biệt đơn giản nhất giữa tài sản và tiêu sản. Nhưng mà trước hết, khi mà chúng ta phân biệt được điều đó rồi, chúng ta cũng nhìn thấy được rằng đầu tư sẽ mang lại cho chúng ta điều đó rồi. Nhưng làm thế nào mà chúng ta từ một người bình thường với một cái đồng gọi là với cái việc đánh đổi để đi kiếm tiền, thì đầu tiên chúng ta cần phải biết cách quản trị được cái số tiền mà chúng ta kiếm được, và đây chính là một cái bí quyết quản lý tiền thông minh hàng tháng, đó là chúng ta chia cái thu nhập của chúng ta ra làm 6 cái lọ. Có rất nhiều người nói với Trang rằng là nếu như chia một cái tiền của mình ra làm 6 cái lọ như vậy, em không đủ ấy, em không đủ để chia như thế, bởi vì thu nhập của em không nó thấp. Thế nhưng Trang có thể nói với tất cả các bạn rằng quan trọng ở đây là chúng ta cần phải chia nó ra, chúng ta cần phải phân biệt nó ra để cho chúng ta gọi là chi tiêu đúng với cái số tiền mà chúng ta kiếm. Bởi vì thường chúng ta rõ ràng một điều, chúng ta thu nhập 7 triệu một tháng, chúng ta vẫn vẫn như vậy,
Hoặc có thể thu nhập 10 triệu, có khi chúng ta vẫn như thế, có khi chúng ta còn cảm thấy mình ít tiền hơn đấy. Đó, thế thì đó chỉ đơn giản là cái cách mà chúng ta chia những cái khoản tiền thu nhập hàng tháng của chúng ta ra làm 6 cái lọ, và chúng ta sẽ có một cái lọ đặc biệt, đó là lọ về 10% cho quỹ tự do về tài chính, 10% cho quỹ giáo dục, 10% cho quỹ tiết kiệm dài hạn, và quỹ hưởng thụ là 10%, và đặc biệt đó là quỹ từ thiện 5%. Tại sao tất cả những người giàu có trên thế giới họ đều có một, có hai cái quỹ quỹ lớn, đó là quỹ tự do tài chính và quỹ từ thiện? Bởi vì chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại. Đó, 10% dành cho quỹ giáo dục để cho chúng ta nâng cấp bản thân mình lên, bởi vì khi trí tuệ của chúng ta đi lên thì đương nhiên tiền của chúng ta cũng đi lên theo, đúng không ạ? Đó là một cái cách quản lý tiền để cho chúng ta có được một cái gọi là số vốn đầu tiên để chúng ta bắt đầu tạo ra tiền. Đó, vậy thì đấy là cái quy tắc, gọi là cái quy tắc cơ bản để chúng ta làm được điều đó. Thì người người có tư duy giàu có thì họ sẽ đi làm này, kiếm tiền này, tạo ra thu nhập, nhưng họ luôn chi trả cho mình trước. Và đây chính là một trong những cái bí mật ở trong cuốn sách, đó là bí mật người giàu có nhất thành Babylon, đó là phải luôn chi trả cho mình trước, phải trích ít nhất là 10 đến 20% để chi trả cho mình trước, sau đó mới chi trả cho chi phí cuộc sống và những chi phí khác. Có người sẽ nói rằng, có người sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng tài chính của tôi còn không đủ để cho tôi, còn không đủ để cho tôi sống, thì làm sao tôi có được điều đấy? Nhưng nếu như bạn thay đổi suy nghĩ, chi trả cho mình trước, bạn sẽ cân đối được cái kế hoạch tài chính của mình. Đó. Và ông Gordon thì ông ấy bắt đầu đầu tư chỉ với 100 đô. Năm ông ấy 10 tuổi. Năm 1956 đến năm 1986, tài sản của ông là 25 triệu đô la. Đến năm 2004, con số này tăng lên là 42,9 tỷ đô la. Nhưng đến tháng 3 năm 2021, đó là cán mốc 100 tỷ đô la. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì? Từ năm 1956 đến 1986, nó là một cái khoảng thời gian 30 năm, nhưng ông ấy tăng trưởng từ 100 đô la lên 25 triệu đô la. Có thể sẽ có người nói rằng là 30 năm đó mà tăng trưởng từ 100 triệu từ 100 đô lên 25 triệu đô la chưa phải là một cái mức khủng khiếp, nhưng nếu như chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy từ năm 1986 đến 2004, con số này đã tăng lên 42,9 tỷ đô la, bởi vì một người họ tích lũy đủ cái kinh nghiệm trong một cái quãng thời gian dài trong lĩnh vực này, họ sẽ chiến thắng. Và có những khoản đầu tư mà có thể bạn có thể nói là những khoản đầu tư dài hạn, đến thời điểm đấy nó mới nở hoa để cho bạn có được sự gặt hái. Đó. Vậy thì ông ta làm gì mà tài sản lại tăng nhanh như vậy cả nhà? Đó. Thì theo một cái cuộc khảo sát, 77% người Mỹ hối hận là họ không đầu tư sớm hơn. Và bản thân Trang thì cũng thế. Trang có thể bản thân Trang cũng thế, khoảng năm 2000 Trang nhớ là khoảng năm 2011, Trang cũng có gọi là có tiền, có cơ hội để đầu tư vào những miếng bất động sản. Thế nhưng lúc đó mình không có suy nghĩ gì, không hề có tư duy gì cả. Nhưng sau này những cái miếng bất động sản mà những người mong muốn chia sẻ cho mình đó, thì có thể nó đã lên tới con số 50 lần. 50 lần so với cái thời điểm đó. Vậy thì có những cơ hội đến với cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta không đón nhận, bởi vì chúng ta lúc đấy chưa có tư duy đó. Và theo một cái khảo sát là 77% người Mỹ hối hận vì không đầu tư sớm hơn. Đó. Và vậy thì khi mà chúng ta biết được điều đấy rồi thì chúng ta hãy tạo ra một cái ý thức đầu tư sớm nhất, đúng không ạ? Và nhiều người nghĩ rằng những người hưu trí Mỹ họ thường xuyên đi du lịch vì họ nhận được nhiều cái trợ cấp hưu trí của nước Mỹ. Không hẳn thế, tiền hưu trí không đủ lớn, chỉ đủ chi tiêu những khoản chi tiêu hàng ngày. Họ đi du lịch nhiều như vậy bởi vì họ có những khoản thu nhập thụ động đến từ đầu tư. Đó là với người dân Mỹ, họ đi trước chúng ta khá nhiều năm, Trang có thể nói như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng họ đi trước chúng ta khá nhiều năm và họ áp dụng cái điều đấy, thì chúng ta cũng cần thay đổi để chúng ta áp dụng cái điều đấy. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng tiền hưu trí tại Việt Nam cũng không thể gọi là
dùng từ không thể giúp cho chúng ta có được một cái chất lượng cuộc sống tốt cả, mà nó dùng từ là chỉ đủ để cho chúng ta tồn tại thôi. Trang lấy một cái điển hình, ví dụ điển hình đó là lương của bố Trang chẳng hạn, có thể nói so với rất nhiều người là lương của ông như thế là cũng là cao, khoảng đâu đó hơn 7 triệu cho một tháng. Nhưng nếu như để chi phí cho gọi là chăm sóc y tế tốt này, cho chất lượng cuộc sống tốt này, cho đi du lịch thì số tiền đấy không đủ. Trang có thể dùng từ như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng nhiều người, tại sao mà chúng ta luôn thắc mắc rằng là có những người họ họ nhiều tiền như vậy, họ giàu như vậy, họ đi chơi suốt ngày, thì đó lại đến từ những khoản đầu tư. Và ông Warren Buffett, huyền thoại đầu tư của thế giới, thì ông ấy đầu tư từ lúc 10 tuổi và tài sản hiện nay của ông ấy là 116 tỷ đô la cả nhà. Đó. Và theo một cái thông tin của Washington DC được tổng kết năm 2022 thì có tới 58% người Mỹ sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp. Đó, tỷ lệ trước đó nó còn cao hơn thế cả nhà. Và đây là thần tượng kiếm tiền thứ hai của Trang, ông Robert Kiyosaki. Và ông có nói rằng 300 năm trước đất đai là của cải, vì vậy có đất là có vàng. Ngày nay thời đại thông tin, những ai có thông tin đúng nhất, người đó sẽ giàu. Số lượng các nhà đa triệu phú gia tăng một cách đầy ấn tượng, tuy nhiên cũng không ít người bị rơi lại phía sau. Đây là trích trang 28 trong cái cuốn sách của Dạy Con Làm Giàu mà câu lạc bộ ngay cuốn tập 1 cả nhà. Đó. 300 năm trước đất đai là của cải. Nó không hẳn là bạn với chúng ta sẽ thấy được rằng với thời đại ngày nay, khi mà internet phát triển, thế giới gọi là thế giới phẳng, thì chúng ta sẽ thấy được rằng thông tin, ai có những nguồn thông tin đúng nhất thì người đó sẽ làm giàu một cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Đó. Và tùy vào mỗi thời điểm mà giá trị mỗi tài sản nó sẽ khác nhau. Trang có thể lấy một cái ví dụ điển hình trong thời gian gần đây chúng ta sẽ nghe nói nhiều đến tiền điện tử, tiền kỹ thuật số. Có rất nhiều các bạn trẻ mà Trang được tiếp xúc, nhưng tài sản của các bạn đấy lên tới con số cả chục triệu đô la. Vậy thì nó không phải đến từ đất cả nhà, nó không phải đến từ gọi là đất đai, mà nó đến từ cái việc bạn ấy thay đổi tư duy, bạn ấy tiếp cận những cái nguồn thông tin và bạn ấy gọi là khai mở được cái điều đó. Và Bạn nên nhớ. chúng ta sẽ cùng xem một cái video, mà đây là một cái video mà Trang rất là ấn tượng về xu hướng nghề đầu tư trong tương lai tại Việt Nam sau khi mà dịch Covid kết thúc. Bạn nên nhớ là cái đợt dịch bệnh này nó sẽ tạo ra một cú sốc tinh thần và nó sẽ làm cho chúng ta sẽ tư duy lại mọi vấn đề. Trong đấy có vấn đề nhân sinh quan, đạo đức kiểu vân vân. Nhưng bạn có biết là nó tạo ra một cái hiệu ứng khác là cái thói quen làm việc của nhân loại sẽ bị đổi. Và có lẽ tôi nghĩ là sau cái đợt chấn động này, thực sự thế giới sẽ bước bước một bước chân vào thế giới 4.0, tức là chúng ta sẽ thay đổi thói quen làm việc và các tài sản cũng như là các cái sản phẩm của chúng ta sẽ nghiêng nặng về phần kỹ thuật số. Cái thứ hai là thói quen làm việc. Thì ông ấy nói rất rõ đúng không ạ? Ông nói rất rõ rằng đó là gì? À, nền kinh tế tạo ra một cái xu hướng nghề mới. Và nếu như bạn gọi là bước chân, bạn dám bước chân vào lĩnh vực này trước, thì bạn đã bước chân lên cái con thuyền chạy nhanh đó trước trước những người khác rồi. Đó. Thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải trang bị cái gì? Cái thứ nhất đó là chúng ta cần phải có, đó là kiến thức. Cái thứ hai nó là kinh nghiệm. Cái thứ ba đó là khoản tiền dư. Cái này chính là nhà đầu tư cần có 3K đấy: kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư. Thế nhưng với kiến thức, với kinh nghiệm thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa trên cái sự trải nghiệm của những người khác để chúng ta có được điều đó, có được cái sự tích lũy đó. Cái khoản tiền dư mà chúng ta cần chuẩn bị, nó giống như Trang Trang vừa nãy Trang nói đấy, đó là chúng ta cần phải trích ít nhất từ 10 đến 20% cái thu nhập của mình ra để cho chúng ta có được cái khoản tiền dư ban đầu để chúng ta bắt đầu bước chân vào cái lĩnh vực này cả nhà. Đó. Thứ tư, chúng ta lên kế hoạch. Thứ năm, và chúng ta phải có được một cái tâm thái sẵn sàng để chúng ta làm việc đấy. Bởi vì chỉ khi bạn sẵn sàng bước chân vào đường đua thì bạn mới có thể là người giành huy chương được. Chứ bạn
chỉ là khán giả xem cái cuộc đua đó thì chắc chắn bạn không thể giành huy chương được. Đó, và ông Robert ông ấy nói gì? Ông ấy nói rằng đầu tư cũng chính là kinh doanh. Hãy kinh doanh cái gì mà không cần sự có mặt của chúng ta. Đó, thứ nhất, đó là cổ phần này. Đây cũng chính là những cái tài sản mà những người giàu nhất trên thế giới họ nắm giữ. Cổ phần này, ngân phiếu trái, công trái này, bất động sản phát sinh thu nhập, bản quyền sở hữu chất xám, đó là bản quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như là gọi là quyền tác giả về sách này, quyền tác giả về âm nhạc, đó, bất kỳ thứ gì có giá trị tạo ra thu nhập và có khả năng tăng giá trong thị trường tương lai, thì đó là những thứ mà chúng ta nên nắm giữ, nên kinh doanh, nên đầu tư vào đó. Và đầu tư vào chất xám của người khác là một thương vụ đầu tư thông minh, nhưng nó lại nhàm chán. Nó rất nhàm chán. Câu chuyện về tư duy tài chính, câu chuyện về chia sẻ cái suy nghĩ, cái mong muốn, cái khao khát làm giàu, nó thực sự là một cái câu chuyện nó rất nhàm chán cả nhà. Nhưng bởi vì chúng ta sẵn sàng dành thời gian cho nó, giống như bây giờ đang có 262 quý cô chú anh chị có mặt trong cái buổi Zoom này. Thay vì chúng ta ngồi lướt Facebook, lướt TikTok, giải trí những cái đơn giản đó, chúng ta dành thời gian để chúng ta trau dồi đó, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ được gọi là đền đáp sau cái quãng thời gian đó cả nhà. Vậy thì chúng ta đầu tư gì để chúng ta có được những cái điều đó? Thứ nhất, ngày nay có rất nhiều những khoản đầu tư thông minh. Nó giúp cho chúng ta an toàn về vốn, tăng trưởng cao và bền vững. Ông trong một cái cuốn sách, ông Warren, ông ấy nói rằng quy tắc đầu tiên trong đầu tư đó chính là không để mất tiền. Quy tắc thứ hai, nhìn lại quy tắc thứ nhất, nó vẫn là không để mất tiền cả nhà. Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần cho cái khoản đầu tư của mình đó phải an toàn về vốn. Sau đó, đó là tăng trưởng cao và bền vững, tạo ra dòng tiền và lãi suất trên vốn. Thì chúng ta sẽ thấy được có hai cái kênh đầu tư có được điều đấy cho chúng ta, đó là chính là bất động sản phát sinh thu nhập và cổ phần doanh nghiệp. Tại sao Trang lại không nói những kênh đầu tư khác? Ví dụ như là chúng ta làm gọi là lướt sóng trên thị trường chứng khoán, hay có rất nhiều các bạn đầu tư vào thị trường crypto, nhưng đó chỉ mang lại cho chúng ta đó là lãi suất trên vốn thôi. Còn nếu như để nói về dòng tiền, về việc mà chúng ta không bao giờ phải tức là chúng ta không đi làm mà chúng ta vẫn có tiền tạo ra cho chúng ta dòng tiền hàng tháng, thì nó phải đến từ bất động sản phát sinh thu nhập và cổ phần doanh nghiệp. Nhưng có thể nói với kênh bất động sản phát sinh thu nhập thì không hẳn ai cũng có cái cơ hội được để tham gia vào lĩnh vực này, lý do cần số vốn lớn, cần số vốn rất lớn. Để có một gọi là một cái bất động sản phát sinh thu nhập ở Việt Nam thì trung bình nó vẫn phải có, nó phải cần từ 3 đến 6 tỷ thì bạn mới có được một cái nơi gọi là tạo ra cho bạn một cái nguồn thu nhập thụ động. Thế nhưng có một kênh đầu tư mà nó mang lại cái thu nhập thụ động còn lớn hơn bất động sản rất nhiều và có sự tăng trưởng gọi là vượt bậc hơn cả bất động sản rất nhiều lần, thì đó đến từ cổ phần doanh nghiệp. Đây là một kênh đầu tư mà gần như mọi người không để ý tới. Ở Việt Nam có rất nhiều các bạn để ý tới cái kênh đầu tư này, nhưng đây chính là một cái kênh đầu tư mà tất cả những người giàu có trên thế giới họ đều nắm giữ. Và đây chính là bí mật của giới siêu giàu đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng xem một cái video rất hay của gọi là anh Tần Nguyễn. Vỗ vai thì càng lười càng nhiều tiền. Thứ hai mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là Vinamilk. À, nếu bây giờ ta bắt đầu xa quá thì không có đủ thời gian. Ta lấy ví dụ như năm 2011 ta bắt đầu mua Vinamilk đi. Năm 11 là bao nhiêu em? Năm 2011 thì ta bắt đầu vươn này mua Vinamilk. Là lúc đó là chúng ta cần phải bỏ ra 138 triệu. Hello, thực tiễn cho cuộc đời của bạn nhá. Ví dụ như bạn có 138 triệu sau cái đám cưới của mình ấy. Đừng cứ mua SH nha, đừng cứ mua iPhone nha. Rất nhiều bạn trẻ không có được giáo dục về tài chính ấy. Đám cưới xong dùng mẹ cái tiền đám cưới mua iPhone hết xong. Như vậy là bạn chặt cái cây thành công của bạn rồi. Hãy dùng cái hạt giống nhỏ nhoi ít ỏi của bạn, cái tiền mừng đám cưới ấy, được 138 triệu này này. Bạn sở hữu được 10.000 cổ phiếu của Vinamilk vào năm 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 đi, ta để xem hôm nay nó ra bao nhiêu tiền. Nếu như mà bạn trồng cái cây hạnh phúc này, cái cây thịnh vượng này á, từ 138 triệu này này, bạn sở hữu được 10 ngàn. Thì bạn thấy không? Nó trả cho bạn 20%, có nghĩa là cuối năm bạn nhận được 20.000 tiền cổ tức, 20 triệu tiền cổ tức. Nhiều người không có chịu đâu, bèo quá. Bỏ 138 triệu, cuối năm nhận được có 20 triệu. Nhưng mà lãi kép, lãi kép là ngôn ngữ, lãi kép là chìa khóa của người giàu. Hãy để cho lãi kép nó làm việc. Nhiệm vụ của bạn là mua rồi quên nó đi. Không thể trồng một cây sồi rồi cứ mỗi ngày ra là kéo cái lá ra được. Cây sồi khác cơ hành tây. Cho nên cây sồi, bạn sẽ ngồi dưới bóng mát của nó nhưng phải sau 50 năm, bạn hiểu chưa? Bạn không thể sống được, bạn không thể nhờ cậy vào bóng mát của cây hành tây được đâu. Chúng ta gieo một, mua một cổ phiếu là giống như chúng ta gieo một hạt sồi vào tâm trí của mình đấy. Sau 24 tháng cổ tức bạn nhận được là 90 triệu trên một năm. Cái năm đầu nó chậm chạp lắm. Nhưng mà đến năm thứ hai thì bạn đã biết với một chiến lược đầu tư thông minh. Hello? Bạn nhớ là người thành công là người làm việc thông minh chứ không phải là người làm việc siêng năng. Làm việc siêng năng là một con bò. Và người thành công là người làm việc thông minh. Tay của các bạn đâu? Hãy để lên ngực của mình. Tôi là người làm việc thông minh. Tôi là người làm việc thông minh. Tôi là người làm việc thông minh. High five đi, bạn là con cáo già rồi. Với một chiến lược đầu tư thông minh, bạn đã biến 138 triệu tiền vốn của bạn thành 90 triệu một năm, có nghĩa là bằng 140 triệu sau 24 tháng bạn đã về hưu vĩnh viễn suốt đời. Đó thì chính là cái cách mà chúng ta kiếm tiền thông minh đấy. Một cái ví dụ cho gọi là dòng tiền đến từ cổ phần doanh nghiệp, đó là Dược phẩm Trung ương 3. Năm vừa rồi chi trả cổ tức lên tới 80% bằng tiền mặt. Theo cái quy định ở sàn chứng khoán Việt Nam đó là 10.000 đồng trên một cổ phần. Thì nếu như doanh nghiệp nào chi trả là 80% gọi là bằng tiền thì có nghĩa rằng là cái số tiền đó trên mỗi một cái cổ phần nó sẽ là tương đương với 8.000 đồng. Nếu như bạn nắm giữ 1 triệu cổ phần của Dược phẩm Trung ương 3 thì bạn sẽ có là 8 tỷ. Trừ thuế đi rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ còn một cái khoản tiền rất là lớn. Đó. Và đây chính là một cái bảng chi trả cổ tức bằng tiền của công ty sữa Vinamilk. Thì vừa lấy trong cái video của gọi là Tần Nguyễn thì cũng đã nói rồi và Trang sẽ cũng sẽ không nói vấn đề này nữa. Một cái ví dụ nữa nó đến từ công ty giải khát Pepsi. Với sàn chứng khoán Việt Nam là 10.000, quy định là 10.000 đồng trên một cổ phần. Sàn chứng khoán thế giới đó là quy định 1 đô la Mỹ trên một cổ phần. Nếu như họ chi trả là 2,68 gọi là phần trăm đi thì nó sẽ tương ứng với cái số tiền mà cái người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp đó họ nhận. Nó lên tới một cái số tiền rất là lớn, đó là 2,68 gọi là đô la cho một cái đợt chi trả cổ tức. Đó. Ở đây đó là một cái doanh nghiệp mà Trang rất ấn tượng cho cái chi trả cổ tức thời gian vừa qua, đó chính là bến xe miền Tây cả nhà. Khi mà Trang vào miền Tây, Trang vào Sài Gòn, Trang luôn thắc mắc rằng là không biết là tại sao mà một cái chỉ đơn giản là một cái bến xe thôi mà họ chi trả cổ tức lên tới 55.000 đồng cho một cổ phần của bến xe miền Tây. Nhưng khi đến đó rồi thì Trang mới thấy được rằng là ở cái lưu lượng trung chuyển xe ở cái bến xe miền Tây này nó cực kỳ lớn và nó tạo ra cho cái người nắm giữ cổ phần của cái bến xe này một cái nguồn thu nhập khổng lồ lên tới 55 tỷ cho một triệu cổ phần họ nắm giữ trong cái thời điểm năm 2022 cả nhà. Đó, và ngoài ra thì đây cũng là một cái bảng chi trả lợi nhuận. Ở đây Trang có thể chia sẻ thêm một cái bảng nữa, đó là bảng gọi là lịch sử giá cổ phần của một số tập đoàn công nghệ trên thế giới. Về cái con số thứ hai đó là lãi suất trên vốn cả nhà. Lãi suất trên vốn, một cái ví dụ rất là điển hình
đó chính là cái công ty của ông Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway. Một cái lợi nhuận trong một cái khoảng thời gian 58 năm của Berkshire Hathaway nó lên tới 3.000 này, à 3.200.000%, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm vào khoảng 19,4% trong hơn 58 năm qua. Và nó giúp cho cái doanh nghiệp này trở thành một cái doanh nghiệp lớn hàng đầu trên thế giới. Đó, Berkshire Hathaway đầu tiên nó chỉ là một cái công ty dệt may thôi, nhưng sau đó thì ông Warren ông ấy mua về, và đến bây giờ thì có thể nói là đó là một cái doanh nghiệp mà nắm giữ rất nhiều cổ phần của những doanh nghiệp lớn trên thế giới khác nữa. Đó, và Berkshire sở hữu lượng tiền mặt mặt lên tới 147 tỷ đô la vào cuối tháng 6 năm 2023, gần một cái mức kỷ lục rất là cao. Đó, đây là một cái bản tăng trưởng của cổ phần một cái doanh nghiệp mà Trang rất là ấn tượng trong cái thời gian vừa qua, đó chính là Tesla của tỷ phú giàu nhất thế giới ông Elon Musk. Tesla thì bắt đầu ra đời năm 2004, và đến bây giờ sau khoảng thời gian 25 tăng trưởng thì nó tăng trưởng lên tới con số 20.000 lần. Như vậy thì mỗi năm cái doanh nghiệp này tăng trưởng là khoảng 1.000 lần trên một năm. Đó là một cái con số tăng trưởng rất là ấn tượng đối với một doanh nghiệp, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ thấy được rằng không có một cái kênh đầu tư nào có được một cái sự tăng trưởng lớn như thế ngoài cổ phần doanh nghiệp ra. Đó. Đấy, đây là một cái doanh nghiệp tiếp theo. Đó chính là Walmart. Nếu như bạn đầu tư vào Walmart 5.000 đô ở một cái thời điểm mà khi mà cái doanh nghiệp này nó vẫn bắt đầu ra đời, thì đến bây giờ số tiền nó lên tới con số 80 triệu đô. Đấy chính là một cái sự tăng trưởng cực kỳ khổng lồ của một cái doanh nghiệp đến từ thị trường bán lẻ này nhỉ. Và đây là một cái bảng thống kê mà Trang muốn gửi tới tất cả các bạn nữa, đó chính là đến từ Amazon. Amazon chính là trang thương mại đầu tiên trên thế giới và được gọi là quản lý bởi tỷ phú Jeff Bezos. Và tổng thời gian sau 30 năm thì nó cũng tăng trưởng lên tới con số khoảng gần 30.000 lần. Như vậy so với Tesla thì hai doanh nghiệp này cũng có sự tăng trưởng tương đương với nhau khoảng gần 1.000 lần trên một năm. Đó. Đấy chính là lãi suất trên vốn và cái dòng tiền đến từ cổ tức hàng năm của doanh nghiệp. Nhưng có một cái cách mà giúp cho những nhà đầu tư nhỏ bé như chúng ta bước chân vào lĩnh vực đầu tư mà có một cái sự tăng trưởng vượt bậc, một sự tăng trưởng đột phá, nó đến từ việc chúng ta nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp trước thời điểm khi doanh nghiệp đấy lên sàn chứng khoán. Và để gọi là đây, chúng ta sẽ cùng xem một cái video mà Trang có lưu lại, nó rất hay. Tờ The Street cho rằng là đừng đợi tới IPO mới đầu tư vào các startup. Theo quan điểm của tờ báo, thì có hai cách mà các công ty đang đầu tư sớm hiện nay. Đó là phải có trong tay cổ phiếu của các công ty đó sớm nhất có thể, đừng đợi tới khi cả thiên hạ đã sở hữu rồi. Hoặc cách tốt hơn là hãy đầu tư cho startup ngay từ khi họ còn trong trứng nước. Tất nhiên là phải nhìn thấu đáo về ý tưởng và lộ trình mà công ty đó muốn đi. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Trung tâm Tài chính New York. Đó, bản tin tài chính 24 giờ thì có nói về cái này. Thế thì chúng ta sẽ thấy được rằng là vừa nãy đó là một cái đoạn video nói rằng là chúng ta nếu như thời điểm này khi mà chúng ta lựa chọn đầu tư và chúng ta lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng đó từ thời điểm nó vẫn còn sơ khai trước thời điểm IPO, thì đó là một cái đòn bẩy cực kỳ lớn cho chúng ta, đúng không ạ? Đó. Vậy thì những nhà đầu tư IPO có thể, tức là có được những cái điều gì mà nó lại mang lại cho chúng ta sức bật lớn như vậy? Và đầu tư IPO, trước IPO đang trở thành một cái xu hướng đầu tư mà thế giới họ đang đón, Trang dùng từ thế giới họ đang đón. Thì trong cái cuốn sách của ông Robert Kiyosaki, ông ấy có chia sẻ một cái đơn giản như này. Đó là tôi mua những công ty vừa mới cổ phần hóa và chấp nhận mạo hiểm cao. Tôi đã từng mua 100.000 cổ phần với giá 0,25 đô la trên một cổ phần. Sau 6 tháng sau, giá trị mỗi cổ phần tăng lên là 2 đô la.
Nếu công ty được quản lý tốt, cái giá sẽ tiếp tục tăng lên và mỗi cổ phần có thể tăng lên đến 20 đô la hoặc hơn thế nữa. Có những lúc 25.000 đô la của tôi lên tới hơn 1 triệu đô la trong vòng chưa đầy một năm. Đó, đây là một cái bằng chứng, có thể nói là bằng chứng thực nhé, bằng chứng thực cho một cái người mà ông đã viết ra những cái cuốn sách rất là hay về về đầu tư, thì ông đã nói rằng ông đã từng mua những công ty vừa mới cổ phần hóa và chấp nhận ở cái mạo hiểm cao, nhưng cái sức bật nó mang lại có những thời điểm từ 25.000 đô đó mà lên tới 1 triệu đô la trong vòng chưa đầy một năm. Đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy những cái doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy họ tiềm năng, họ đi đúng cái xu hướng của thế giới rồi, chúng ta chấp nhận và nhìn thấy điều đấy và chúng ta đầu tư cho cái doanh nghiệp đấy ở thời điểm mà nó chưa lên trên sàn chứng khoán, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái sức bật rất là lớn, giống như ông Robert Kiyosaki ông ấy nói đó. Và mạo hiểm có trí tuệ sẽ giúp tài sản của chúng ta gia tăng một cách đột biến. Ông nói rằng gì? Mạo hiểm có trí tuệ nhé cả nhà nhé. Đó, chúng ta không phải là hôm bản thân Trang hôm vừa rồi có chia sẻ đó là nếu như chúng ta là một nhà đầu tư, chúng ta xác định là một nhà đầu tư chứ không phải là một con bạc, thì có nghĩa rằng cái sự mạo hiểm của chúng ta là mạo hiểm có trí tuệ và nó sẽ giúp cho tài sản của chúng ta gia tăng một cách đột biến. À, thêm một cái ví dụ nữa đó là tâm sự của một nữ nhân viên quen trở thành triệu phú sau một đêm nhờ công ty IPO. Đó, thì đây chính là một cái nhân viên của một cái công ty tại Trung Quốc đó. Và ở trong cái cuốn sách mà bản thân Trang cũng như các bạn được đọc thêm nữa, thì trong trong các loại hình đầu tư kể trên, tôi rất thích đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp. Tôi có kinh nghiệm đầu tư vào một công ty khởi nghiệp với số vốn ban đầu là 50 triệu đồng. Sau đó 16 tháng sau, công ty cổ phần hóa với giá trị 1,5 triệu đô la. Thật đáng tiếc là tôi đã không biết loại hình đầu tư này sớm. Một ví dụ đó chính là hãng cà phê Starbucks. Cũng có một câu chuyện thú vị về một bác sĩ đầu tư cho người sáng lập 50.000 đô và kiếm được vài triệu đô sau 5 năm. Đó chính là câu chuyện của cái cô nhân viên này đây cả nhà. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu như tôi biết đến loại hình đầu tư này sớm hơn thì chắc chắn rằng là tôi cũng sẽ trở nên giàu có sớm hơn đó. À, đây là một cái bài báo Thời báo Tài chính ở Việt Nam có đăng một cái tiêu đề rất hay, đó là giới đầu tư đã kiếm được bao nhiêu sau IPO của các đại gia công nghệ. Và đây là tỷ phú Việt Nam, chủ tịch của FPT, ông Trương Gia Bình đúng không ạ? Và ông có khoe rằng công ty tạo ra 200 triệu phú đô la khi lên sàn, đến lái xe cũng có tiền cho con đi du học. Trang có thể chia sẻ với quý cô chú anh chị rằng trong hôm vừa rồi Trang có cơ hội may mắn được ngồi nói chuyện với bố của Trang. Đó, thì ngày trước là ông có một người bạn, bác ấy tên là bác Hùng. Trang hay bác Hùng bác ấy, bác Hùng thì ngày ngày đó bác ấy cũng nói về FPT. Nhưng thời điểm đó thì FPT nó vẫn chưa có gì cả, vẫn rất chật vật luôn. Đó, và bản thân bố của Trang khi tiếp xúc điều đấy nhưng cũng không nhìn ra cơ hội của FPT, cũng không nhìn ra cơ hội của FPT. Sau này thì Trang cũng không 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 rõ rằng là bố Trang còn liên lạc với bác hay không, nhưng bố Trang có kể lại cái câu chuyện nó liên quan đến FPT như vậy. Nhưng ông Lý Gia ông chủ tịch của FPT ông có khoe rằng đúng không ạ? Công ty tạo ra 200 triệu phú đô la khi lên sàn và lái xe cũng có tiền cho con đi du học. Đó, vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái người sáng lập mà đầy trí tuệ, đầy nhiệt huyết và mang trong mình tự tự nhận trong mình một cái sứ mệnh lớn, thì chúng ta hoàn toàn có thể có đặt những cái niềm tin đối với họ để tạo ra cho chúng ta một cái đòn bẩy lớn. Đó, và cơ hội đến với những người có sẵn cái niềm tin đó. Đây chính là một cái bài báo mà kể một cái bài báo nói rằng khi Microsoft lên sàn, 4 người lập tức trở thành tỷ phú và 12.000 nhân viên
của hãng trở thành triệu phú, một cái công ty của Mỹ và một cái công ty bên này của Trung Quốc, đó là Xiaomi. Và khi Xiaomi lên sàn thì đến cả lễ tân cũng trở thành triệu phú đô la. Đó chính là một cái sức bật rất lớn của cổ phần doanh nghiệp ở thời điểm khi chúng ta đầu tư trước IPO và sau IPO cả nhà. Và đây là một và Trang mong muốn kể tiếp một cái câu chuyện nữa liên quan tới những thứ mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, ví dụ như Facebook, ví dụ như Google. Đó, ở đây thì có quý cô chú anh chị nào đã từng mua hàng trên Amazon không ạ? Đó. Nhưng nếu như bạn đầu tư 1.000 đô la vào năm 2005 với Facebook thì sau đó nó sẽ biến thành 736.000 đô vào năm 2018. Đó. Với Google thì bạn đầu tư 1.000 đô thì nó đã biến thành 1.191.759 đô la vào năm 2019, sau 20 năm. Đó, với Amazon thì con số đấy còn khủng khiếp hơn. Nó nếu như bạn đầu tư năm 1999 đến năm 2018 thì từ 1.000 đô đã mang lại cho bạn một cái đòn bẩy rất lớn lên tới con số đó là 14 triệu đô la. Khi chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trong dài hạn, chúng ta sẽ thấy được cái sự tăng trưởng cực kỳ lớn với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Đó. Và Trang lại muốn chia sẻ tiếp một cái câu chuyện đến từ một cái người tỷ phú người Hồng Kông. Đây là tỷ phú Lý Gia Thành người Hồng Kông, được coi là một cái tỷ phú mà tham gia vào thị trường bất động sản và rất nổi tiếng trong thị trường bất động sản ở Hồng Kông. Nhưng khi mà ông đầu tư 40 triệu đô la vào cái phần mềm Zoom, cái phần mềm mà chúng ta đang ngồi trao đổi với nhau, đang cùng kết nối với nhau này, thì từ 40 triệu đô la đó nó biến thành 11 tỷ đô la sau 7 năm nhờ đầu tư vào Zoom, và đã ăn đứt mấy chục năm buôn ba kinh doanh trong những lĩnh vực khác của ông. Thì chúng ta sẽ cho chúng ta thấy được bài học là chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, những thứ mà thời đại ngày nay liên quan tới hai chữ công nghệ sẽ mang lại cho chúng ta một cái sức bật lớn như thế nào. Đó, một cái điển hình ở VinFast thì chúng ta sẽ Trang sẽ không chia sẻ nữa. Đó, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận với những doanh nghiệp trước IPO như vậy, với ngày nay khi mà Internet, khi mà thế giới gọi là thế giới phẳng, chúng ta có cơ hội đầu tư vào những công ty khởi nghiệp theo cái hình thức đó là huy động vốn cộng đồng crowdfunding. Ngày trước tại Mỹ thôi chẳng hạn, chứ không phải tại Việt Nam nhé, tại Mỹ theo một cái quy định của luật chứng khoán tại Mỹ thì những người đầu tư vào những công ty khởi nghiệp họ phải có tài sản ít nhất đó là 2 triệu đô la, thu nhập hàng năm ít nhất là 200.000 đô la họ mới có cơ hội đầu tư vào những công ty khởi nghiệp. Nhưng ngày nay với hình thức huy động vốn cộng đồng crowdfunding thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta hoàn toàn có thể thông qua những cái trang kêu gọi vốn, những cái quỹ đầu tư để chúng ta tiếp cận với những công ty khởi nghiệp đó. Đó được coi là tấm vé cá mập cho những người bình thường để trở thành triệu phú. Đó, đây Trang có thể chia sẻ một cách sâu hơn. Đó là theo một cái cách truyền thống, những công ty khởi nghiệp sẽ tiếp cận những cái nguồn vốn đến từ quỹ đầu tư, đến từ những ngân hàng lớn. Đó, nhưng ngày nay thì một cái cách tiếp cận vốn đơn giản hơn, hay hơn, mang lại hiệu quả hơn, mang lại gọi là một cái nguồn vốn đều đặn hơn và lại giúp cho doanh nghiệp đấy không bị thâu tóm, đó đến từ cộng đồng. Và công ty khởi nghiệp đó chỉ cần thông qua một cái quỹ về đầu tư để tách bạch về tính pháp lý, tiếp cận đến những người dân bình thường, thì những người dân bình thường có cơ hội nắm giữ cổ phần của những công ty khởi nghiệp đó từ thời điểm nó vẫn còn sơ khai, chứ không cần phải đến lúc khi nó lên sàn chứng khoán rồi, nó là thị trường của gọi là cá con thị trường tự do rồi, thì chúng ta mới có cơ hội tiếp cận nữa, mà chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận với những công ty khởi nghiệp ở những thời điểm ngay khi họ vẫn còn sơ khai như vậy. Đó. Và đây chính là một cái hình thức huy động vốn, nó giúp cho những công ty không bị thâu tóm.
cái số lượng cổ phần của họ đó, rồi gì đến thời điểm mà IPO thì cái doanh nghiệp đấy thì những người do những người sở hữu cổ phần của những doanh nghiệp đó, số lượng rất là đông những người sở hữu cổ phần, nên là cái lượng bán ra nó sẽ không làm tạo ra những cái cú sốc cho thị trường, và đây cũng được coi là một cái hình thức huy động vốn cực kỳ thông minh và mang lại hiệu quả rất cao cho những doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay, và họ đang áp dụng cái hình thức huy động vốn cộng đồng này rất phổ biến trên thế giới. Đó, và hình thức huy động vốn cộng đồng này thì được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký vào năm 2012 tại Mỹ, và sau khi nó gọi là được phát triển đầu tiên tại nước Mỹ và nó lan ra các nước trên thế giới. Chúng ta sẽ hiểu một cái cách đơn giản này, cái luật này được ông bạn Obama ông ấy ký cho nước Mỹ, nhưng bắt đầu từ nước Mỹ mà cái luật này lan ra tất cả các nước trên thế giới đó, chứ không phải là chứ nhiều người sẽ có một cái hiểu sai ở đây, đó là ông Obama ông ấy ký và cái luật này được áp dụng trên thế giới, không phải nhé. Đầu tiên nó xuất phát từ nước Mỹ, sau đó nhờ cái hình thức huy động vốn cộng đồng này mà nó lan ra các nước trên thế giới đó. Và một cái nữa mà chúng ta sẽ thường thấy được rằng là với hình thức huy động vốn cộng đồng này thì ở Việt Nam hiện nay chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái quỹ mở được mở ra. Khi mà chúng ta lướt Facebook hoặc là chúng ta xem YouTube và chúng ta xem những cái kênh xã hội khác thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái trang quảng cáo cho những quỹ mở đó. Và ở Trung Quốc nhá, cơn sốt livestream không chỉ dừng ở mảng bán hàng online mà đến quỹ đầu tư cũng cũng phải có mặt trên các nền tảng trực tuyến để huy động vốn. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự phát triển cực kỳ nhanh chóng cho cái hình thức huy động vốn này, nhưng nó cũng là một cái cơ hội cực kỳ tuyệt vời cho những người bình thường để trở nên giàu có cả nhà. À, thế thì ở Việt Vậy thì ở Việt Nam cái điều đó được thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem một cái video nhé cả nhà nhé. À, thế thì ở Việt Nam đã có những dự án thành công qua việc kêu gọi vốn qua mạng xã hội rồi. Và nếu như mà anh Phong và quý vị khán giả muốn biết thêm chi tiết ý, thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Bạn có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không thể biến nó thành hiện thực vì không có vốn. Không cần biết bạn là ai, chỉ cần biết bạn biết cách trình bày ý tưởng đó là gì, sẽ có cách giúp bạn biến ý tưởng thành một cái gì đó rất cụ thể. Bạn có biết tượng nữ thần tự do có thể không nằm ở New York nếu năm 1884, 120.000 người dân ở đây không cùng nhau chia sẻ góp những đồng tiền lẻ của mình, đa số dưới $1, để giúp cho biểu tượng này có một bệ đứng xứng đáng hơn và trở thành hình ảnh của nước Mỹ như ngày nay. Đây là hình thức sơ khai nhất của góp vốn cộng đồng. Đặc thù của gây quỹ cộng đồng crowdfunding là giúp kết nối ý tưởng sáng tạo với một cộng đồng có cùng niềm tin vào sự khả thi cũng như mục đích thực tế tốt đẹp của ý tưởng đó và gây quỹ, giúp biến những ý tưởng ước mơ chung thành sự thật. Đó thì chúng ta sẽ thấy được đây là một cái hình thức huy động vốn rất đơn giản nhưng nó mang lại một cái hiệu quả rất cao đúng không ạ? Đó. Vậy thì khi mà chúng ta biết được điều đấy rồi, chúng ta cần phải lựa chọn cho mình những cái quỹ đầu tư như thế nào nó được coi là an toàn cho cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Thì đầu tiên nó phải có giấy phép quốc tế, nó liên quan đến pháp lý này. Thời gian hoạt động ít nhất nó là trên 5 năm, nó liên quan tới thâm niên này, uy tín. Người góp vốn trực tiếp là chủ sở hữu với công ty khởi nghiệp, và cái quỹ đầu tư đấy chỉ là ở cái bên trung gian kết nối giữa nhà đầu tư với công ty khởi nghiệp thôi. Đó. Và việc đầu tư thông qua quỹ phải được xác nhận bởi công ty khởi nghiệp. Ví dụ như bản thân Trang là một công ty khởi nghiệp, Trang mong muốn chia sẻ cái sản phẩm này ra ngoài thị trường nhưng Trang không có vốn, Trang kêu gọi cái đầu tư thì Trang sẽ thông qua bạn Dương Hạnh để kết nối tới tất cả quý cô chú anh chị, và quý cô chú anh chị cảm thấy ok thì sẽ đầu tư với chính cái công ty khởi nghiệp là công ty của Trang. Đó thì chúng ta sẽ hiểu một cách đơn giản là như vậy. Đó. Đấy là chúng ta lựa chọn quỹ. Vậy thì chúng ta quay ngược trở lại, làm thế nào để chúng ta lựa chọn được những cái doanh nghiệp, những cái công ty tiềm năng trước IPO để cho cái khoản đầu tư của mình nó được an toàn. Đó thì thứ nhất, đó nó liên quan tới sản phẩm của cái doanh nghiệp đó.
Ngày nay như Trang nói đó là nếu như một doanh nghiệp mà sản phẩm không gắn liền với hai chữ công nghệ và không mang tính xu hướng của xã hội thì rất nhanh chóng sẽ bị xã hội đào thải đúng không ạ? Đó. Thứ hai thì nó liên quan tới cái thành tựu của cái doanh nghiệp đấy. Thứ ba, nó yếu tố về con người và nhà sáng lập cho cái doanh nghiệp đấy có đủ trí tuệ, có đủ là gọi là vị thế, có đủ tâm huyết, rất nhiều yếu tố để tạo ra một cái con người của nhà sáng lập mà chúng ta có thể tin tưởng vào đấy. Đó. Thứ tư đó là tính pháp lý, và cuối cùng nó mới đến đó là quyền lợi của nhà đầu tư. Thường thường khi mà chúng ta bước chân vào thế giới đầu tư và chúng ta bị mất tiền ấy, bởi vì chúng ta luôn đặt quyền lợi của nhà đầu tư lên hàng đầu. Chính vì như thế nên những cái tiêu chí còn lại của chúng ta nó trở nên nhỏ đi và gần như teo đi. Nhưng nếu như chúng ta đặt quyền lợi của nhà đầu tư ở cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái tiêu chí đó nó sẽ giúp cho số tiền của chúng ta đầu tư vào đây được an toàn. Đó thì nó rất quan trọng để chúng ta lựa chọn một công ty khởi nghiệp cả nhà. Đấy là năm cái đầu tiên để chúng ta lựa chọn một công ty khởi nghiệp. Vậy thì tiếp theo đó là gì? Công ty khởi nghiệp đó phải tách bạch với quỹ huy động vốn, và hai công ty phải hoàn toàn độc lập với nhau để cho tránh ảnh hưởng tới vấn đề về pháp lý. Đó. Và chúng ta phải lựa chọn doanh nghiệp đã đến giai đoạn kiểm toán quốc tế, bởi một công ty có lộ trình niêm yết trên sàn chứng khoán thì cái yêu cầu đầu tiên đó là phải có kiểm toán độc lập, kiểm toán quốc tế. Và đây chính là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng. Cái tiêu chí về kiểm toán quốc tế này sẽ giúp cho chúng ta có được sự minh bạch về tính pháp lý mà chúng ta không cần phải xem những yếu tố còn lại nữa. Đó. Thứ ba đó là nhà sáng lập có đủ trí tuệ, đạo đức, có vị thế, có tầm nhìn hay không. Đó. Và thứ tư đó đến từ thị trường của cái sản phẩm của doanh nghiệp đấy, nó có đang đi đúng xu thế của xã hội hay không, cái dung lượng thị trường cho sản phẩm đấy có đủ lớn hay không, đó gọi là cái quy mô thị trường đấy, cái nhu cầu sử dụng của con người đối với cái sản phẩm đấy có dài hạn hay không. Nếu như ngày nay chúng ta sẽ biết được rằng có rất, ví dụ như trong lĩnh vực về thực phẩm chức năng, về làm đẹp đi, thì chúng ta sẽ thấy được rằng vòng đời sản phẩm nó rất là ngắn, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái nhu cầu thị trường trong dài hạn đối với những cái doanh nghiệp đấy mà họ không thay đổi, họ chỉ làm một thứ thôi, thì nó sẽ rất nhanh chóng bị đào thải. Đó là cũng là một cái yếu tố để chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp, đúng không ạ? Thứ năm, sản phẩm ý tưởng phải tạo ra sự khác biệt và đi đúng với xu thế của thế giới. Cái từ đi đúng với xu thế của thế giới, một cái ví dụ điển hình đó chính là VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán xe xăng, nhưng mà thế giới ngày nay họ không đi theo xu hướng của xe xăng nữa mà họ chuyển sang xe điện, bắt buộc ông phải cắt lỗ để làm lại hoàn toàn cho cái hãng về ô tô của ông, đó là chuyển sang ô tô điện. Bởi vì nếu như chúng ta đi ngược lại với xu thế của thế giới thì rất nhanh chóng chúng ta cũng sẽ bị đào thải, đúng không ạ? Đó, và cái sản phẩm đó thì phải có tính sở hữu trí tuệ cao, tạo ra thói quen cho người tiêu dùng, và đặc biệt nó phải làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thì cái số tiền mà chúng ta đầu tư mới mang lại cho chúng ta một cái giá trị lâu dài. Đó, và cuối cùng đó là pháp lý đầy đủ, đó là luật trong doanh nghiệp, luật ngoài doanh nghiệp, đó, luật trong nước và luật ngoài nước. Và đặc biệt đó là phải được giới chuyên môn hay công ty thẩm định về giá. Cái này rất quan trọng, bởi vì thường những nhà đầu tư ở Việt Nam khi lựa chọn một cái doanh nghiệp đầu tư không biết được rằng doanh nghiệp đó được định giá là bao nhiêu, thẩm định về giá của doanh nghiệp ấy như thế nào. Chính vì như thế chúng ta sẽ không biết được rằng là số tiền mà chúng ta đang đầu tư vào cái doanh nghiệp này nó là gọi là bị đắt hay bị rẻ khi mà chúng ta mua cái cổ phần của doanh nghiệp đó ở cái thời điểm chúng ta đầu tư. Đó. Và đây chính là 10 phẩm chất của một cái doanh nghiệp hàng đầu và làm cho cái doanh nghiệp đấy trở nên hoàn hảo trong mắt nhà đầu tư mua tích trữ cổ phần. Đây chính là trong 10 cái tiêu chí trong cái cuốn sách Payback Time của Phi Thao, mà có thể nói nếu như một doanh nghiệp nào đặt đầy đủ 10 cái tiêu chí này thì doanh nghiệp đấy sẽ có được cái sự phát triển trong tương lai rất dài hạn và mang lại một cái lợi nhuận cực kỳ lớn cho những nhà đầu tư. Đó, thì tất cả thì quý cô chú anh chị hoàn toàn có thể tham khảo cái điều này. Thứ nhất, đó là doanh nghiệp đó phải đơn giản và dễ hiểu. Thứ hai, doanh nghiệp đó có một lợi thế độc quyền bền vững. Thứ ba, doanh nghiệp đó bán ra một sản phẩm phổ biến. Thứ tư, doanh nghiệp bán một sản phẩm tạo lên những thói quen cho người tiêu dùng.
Thứ năm, có chi phí sản xuất thấp. Đó, thứ sáu, có giá bán sản phẩm hợp lý. Thứ bảy, có biên lợi nhuận lớn. Thứ tám, sản phẩm và quy trình vận hành của doanh nghiệp làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và thứ 10, ban điều hành hành động vì quyền lợi của những cổ đông đầy nhiệt huyết, tập trung và họ trung thực. Thì đây chính là 10 phẩm chất hàng đầu làm lên một cái doanh nghiệp hoàn hảo. Trong cái cuốn sách của tác giả Phi Thao, đó là cuốn Buyback Time, cuốn Ngày đòi nợ, sẽ giúp cho những người mà có thể nói cái trong cái cuốn sách đó sẽ giúp cho những người đã từng lỡ, đã từng gọi là không còn gì từ con số 0 mà trở lên giàu có nhờ vào cái 10 phẩm chất hàng đầu để lựa chọn một cái doanh nghiệp khi họ đầu tư vào đó. Đó cả nhà. Và ông Robert Kiyosaki, ông ấy nói thêm rằng thế giới này có rất nhiều vấn đề. Chỉ cần giải quyết được một cái đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và tất cả các tỷ phú, triệu phú, đô la đều nhờ vào việc tự mình giải quyết vấn đề hoặc tài trợ cho người có phát minh giải quyết được vấn đề. Thì tiền sẽ chảy về túi bạn không ngừng. Đó. Và ông Warren thì ông ấy nói rằng khi bạn thấy một công ty đồng thời cũng được chào bán với giá chiết khấu thì có nghĩa rằng là bạn đang đào đúng mạch dầu và việc của chúng ta đó là múc dầu lên để bán ấy cả nhà. Đó. Và khi mà bạn có được một kết luận logic dựa trên những phán đoán hợp lý thì bạn không lên lùi bước chỉ vì người khác không tán thành. Bạn không đúng hoặc sai bởi số đông không đồng ý với bạn. Bạn đúng bởi số liệu và lập luận của bạn đúng. Và như đầu giờ thì Trang có chia sẻ đó là gì? Đó là nếu như chúng ta đôi khi trong đầu tư cái cảm giác, cái giác quan thứ 6 của chúng ta rất quan trọng. Rất quan trọng. Tại sao có những người giàu ấy, thì dùng từ là cái sự độ nhạy bén của họ về tiền. Nó rất nhanh. Nó giống như ngửi thấy mùi tiền ấy cả nhà. Đó. Thì ông mới nói rằng nếu như bạn có một kết luận logic rồi, dựa trên những phán đoán hợp lý thì bạn không nên lùi bước chỉ vì người khác không tán thành. Bạn không đúng hoặc sai bởi số đông đúng không ạ? Bạn đúng bởi số liệu và lập luận của bạn. Và cái phần chia sẻ tối ngày hôm nay của Trang thì Trang cũng sẽ gọi là kết thúc ở đây. Và trước khi kết thúc cái bài chia sẻ của mình thì Trang chia sẻ một cái câu nói rất là hay mà Trang có gọi là sưu tầm được, đó là gì? Nếu như bạn muốn sống cuộc đời như thế nào thì cái đó cần tư duy, và cái này ấy, mình cần phải tự quyết định cái cuộc đời của mình, bởi vì không ai có thể nắm tay dìu dắt được mình khi mà mình không có được một cái định hướng. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta cần phải có định hướng trước. Đó, và Trang cũng sẽ xin kết thúc cái buổi chia sẻ mà về buổi tối ngày hôm nay tại đây. Trang xin nhường lại mic lại cho MC và vô cùng xinh đẹp của chúng ta, đó là em Dương Hạnh. Mời Hạnh nha. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chị Thu Trang. Thực sự là có quá nhiều những cái kiến thức ở trong buổi được chia sẻ này, đúng không cô chú anh chị? Bản thân em Hạnh cũng thực sự học được rất là nhiều những cái giá trị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và em Hạnh tin chắc chắn rằng cô chú anh chị chúng ta cũng nhận được vô cùng nhiều những cái giá trị, đúng không ạ? Và một lần nữa xin cô chú anh chị chúng ta hãy dành những trái tim, những bông hoa, những comment hàng số 8 để cảm ơn chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chị Thu Trang. Cảm ơn chị đã dành một buổi tối vô cùng tâm huyết để chia sẻ những kiến thức giá trị đến tất cả cô chú anh chị em, đúng không cô chú anh chị? Và cũng như em Hạnh nói từ đầu rằng là chúng ta sẽ không biết được là cái sự kiện nào sẽ thay đổi cuộc đời của mình, đúng không ạ? Và trong những chia sẻ của chị Thu Trang ngày hôm nay, em Hạnh tin chắc chắn rằng sẽ có những cái câu nói của chị Thu Trang truyền lại, như nói lại những cái lời của tỷ phú, của các vị tỷ phú sẽ chạm đến một cô chú anh chị nào đó và giúp cô chú anh chị thay đổi cái tư duy cũng như thay đổi cuộc đời của mình. Đó là cái thành công của chương trình ngày hôm nay. Và thực sự cái buổi ngày hôm nay thì có quá nhiều thông tin cô chú anh chị ạ. Và để em Hạnh cũng đang tư duy xem là có thể tổng kết lại cái buổi chia sẻ của chị Trang như nào, bởi vì quá nhiều thông tin cô chú anh chị. Và em xin phép được tổng kết lại một chút những cái bài chia sẻ của chị
Thu Trang, để cô chú anh chị chúng ta có thể hình dung lại một lần nữa những cái nội dung mà ngày hôm nay chị Thu Trang chia sẻ. Và sau khi em Hạnh tổng kết thì cũng rất là mong muốn được nghe những cái chia sẻ của cô chú anh chị. Đầu tiên là cảm ơn chị Thu Trang, và sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái giá trị mà mình nhận được, được không ạ? Và em xin phép được tổng kết lại cái nội dung ngày hôm nay của chị Thu Trang, một số những key chính. Đầu tiên đó là gì ạ? Chúng ta cần hiểu khái niệm tự do tài chính là gì. Chúng ta thường nghe mọi người nói rằng là tự do tài chính, nhưng mà chúng chưa hiểu là tự do tài chính. Tự do tài chính có nghĩa là gì ạ? Là khi bạn có thể làm được mọi thứ theo cách mà mình muốn, mà mình không cần phải quan tâm đến số tiền ở trong túi của chúng chị. Và cụ thể hơn thì em Hạnh được chơi trò chơi tài chính của tỷ phú Robert Kiyosaki thì em Hạnh hiểu chính xác là tự do tài chính tức là cái dòng tiền thu nhập thụ động của chúng ta lớn hơn cái tổng chi phí hàng tháng. Nếu như chi phí của chúng ta một tháng là 20 triệu nhưng thu nhập thụ động của chúng ta là 50 triệu, 100 triệu thì cô chú anh chị chúng ta là được xếp vào là tự do tài chính, đúng không chú anh chị? Và vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể đạt được sự tự do tài chính? Thì ở đây cái bí quyết thành công ngày hôm nay chị Trang bật mí đó chính là chúng ta sẽ có 3 bước của chúng chị. Đầu tiên là chúng ta sẽ hình dung là mình sẽ trở thành người như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ ai sẽ là hình mẫu của mình trong cái lĩnh vực đó, và thứ ba là cái công cụ nào đưa chúng ta đến cái đích, là cái con đường tự do tài chính đó. Thì với cái phần đầu tiên là chúng ta muốn trở thành người như nào, giống như cô nói rất là hay, chị Trang vừa cho cô chú chị xem là gì ạ? Nếu chúng ta không thể hình dung ra được cái số tài sản của mình trong tưởng tượng thì chúng ta không thể có nó trong tài khoản của ngân hàng. Tức là chúng ta phải có một cái niềm tin mạnh mẽ, chúng ta phải cài đặt vào trong tiềm thức của mình rằng là mình muốn trở thành một người như nào, muốn có trong tài khoản bao nhiêu tiền, muốn có một ngôi nhà đẹp bao nhiêu tầng, đúng không ạ? Villa hay là ngôi nhà như thế nào, hay là chúng ta có một chiếc xe như nào. Tức là phải có chính xác trong đầu là cái mà thứ mà mình đang mong muốn và cái người mà mình muốn trở thành, đó là cái đầu tiên. Và sau khi chúng ta xác định được là mình muốn trở thành một người như thế nào thì cái thứ hai đó là chúng ta là gì ạ? Ai là hình mẫu của mình để chúng ta học theo, bởi vì người thành công luôn để lại dấu vết, đúng không chú anh chị? Vậy thì chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta phải học 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 hỏi, tìm hiểu xem là người thành công họ làm gì để họ có thể thành công, đúng không anh chị? Và để mà có thể rằng là tạo để tự do tài chính thì chúng ta phải có một cái số cái key ở đây. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt được cái tài sản và tiêu sản. Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa tài sản và tiêu sản. Với một cái ô tô, với một ai đó thì có thể là tài sản, nhưng với một ai đó thì nó lại là tiêu sản. Và cái thứ hai là quản lý tiền. Thì như cô chú anh chị chúng ta vừa mới xem cái video đầu giờ mà ban kỹ thuật phát cho chúng ta thì cô chú anh chị thấy rằng là cái việc quản lý tiền là vô cùng quan trọng. Không quan trọng cô chú anh chị chúng ta lương 5 triệu hay 10 triệu. Không phải chúng ta có tài khoản vài trăm triệu hay là vài tỷ, hàng chục tỷ chúng ta mới quản lý tài chính đâu ạ. Khi mà chúng ta có cái lương 5 triệu, 7 triệu mà cô chú anh chị chúng ta quản lý được tài chính của mình thì chúng ta mới có thể quản lý được số tiền lớn. Và quản lý tài chính cá nhân là một trong điều vô cùng cần thiết để chúng ta có thể đạt được con đường tự do tài chính. Và một cái điều khi quan trọng nữa để có thể trở nên giàu có được, đó chính là phải có tư duy của người giàu. Có tư duy của người giàu có nghĩa rằng là gì ạ? Chúng ta muốn giàu và có về tiền bạc, chúng ta phải giàu có về tư duy trước. Và như cái slogan của chương trình là gì ạ? Tư duy đi trước, tài chính theo sau, đúng không ạ? Muốn giàu có thì chúng ta phải có cái tư duy của người giàu. Vậy thì tư duy của người giàu ở đây là gì? Người giàu cũng xuất phát điểm giống như tất cả chúng ta đều xuất phát điểm là đi kiếm tiền, đi làm và kiếm tiền. Nhưng tư duy của người giàu khác. Với người nghèo thì đi làm, kiếm tiền và tiết kiệm tiền và sau đó chi tiêu cho cuộc sống. Nhưng tư duy của người giàu, khi họ kiếm tiền, họ tiết kiệm tiền và họ trả cho mình, ưu tiên trả cho mình trước tiên. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta ăn uống, chúng ta mua xe, phục vụ nhu cầu cá nhân thì đó là trả cho mình. Nhưng không phải. Trong cuốn sách Người giàu có nhất thì Babylon thì đó là chúng ta đang trả cho người khác. Trả cho mình là gì? Trả cho mình là cái số tiền mà mình tiết kiệm để làm gì sau này nó giải phóng sức lao động cho mình, cô chú anh chị. Và cái tư duy của người giàu là chúng sẽ trích ra từ 10 đến ít nhất 10 đến 20% thu nhập của mình để dịch chuyển sang đầu tư. Và sau đó khi mà chúng ta có những cái tài sản
cái tài sản theo thời gian thì tài sản nó tăng trưởng lớn và chúng ta sẽ trở nên giàu có, và lúc đó chúng ta sẽ chi tiêu cho cuộc sống. Và với người giàu, nhà hay là xe, các cái tài sản khác thì nó chỉ chiếm 5% cái tổng tài sản của họ thôi cô chú anh chị. Đó, đó là một số cái tư duy của người giàu. Cái key thứ hai để chúng ta có thể tự do tài chính được là gì? Chúng ta phải tìm ra được mình những cái hình mẫu thành công. Và như chị Trang chia sẻ, và đây cũng là hai cái hình mẫu mà em Hạnh cũng luôn hướng đến. Đầu tiên đó là hình mẫu đầu tiên đó là Warren Buffett, là một trong những huyền thoại đầu tư trên thế giới, và ông là một trong những nhà đầu tư huyền thoại duy nhất trên thế giới. Ông không có một cái doanh nghiệp nào trong tay cả, toàn bộ là ông đi đầu tư. Đấy, và ông hiện tại ông đang cũng là chủ tịch của một cái công ty cũng chuyên đi đầu tư thôi cô chú anh chị, chuyên đi tìm kiếm những cái doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư. Và ông khuyên rằng là gì ạ? Chúng ta hãy tham gia đầu tư sớm nhất có thể. Và ông cũng đã tham gia đầu tư từ năm là 15 tuổi, và với 100 đô đầu tiên. Và sau hơn 10 năm, từ năm 15 tuổi đến năm 30 tuổi thì ông mới kiếm được 1 triệu đô đầu tiên. Và ở thời điểm hiện tại thì tài sản của Warren đã là hơn 1 tỷ đô rồi cô chú anh chị. Tức là gì ạ? Trong những cái thời gian đầu tiên, tại sao tài sản nó lại tăng trưởng chậm như vậy? Bởi vì nó cần quá trình là gì ạ? Tích lũy, kinh nghiệm, trải nghiệm, và sau đó tận dụng là đòn bẩy lãi suất kép và thời gian giúp cho cái tài sản của ông tăng trưởng lớn. Và đó là cái bí mật, cái lời khuyên của Warren là gì ạ? Chúng ta hãy tham gia đầu tư sớm nhất có thể, đúng không cô chú anh chị? Và thần tượng số 2 đó là Robert Kiyosaki, cũng là chính là tác giả của bộ sách Dạy Con Làm Giàu, một trong những bộ sách làm giàu kinh điển. Và hầu hết tất cả những người giàu trên thế giới này, hay là những người đang khao khát làm giàu thì đều đọc qua được cái bộ sách của ông. Đây là một bộ sách làm giàu kinh điển, giúp cho bất kỳ ai chúng ta cũng có được cái tư duy, ngoài việc mình đi làm kiếm tiền ra mình còn cái tư duy vận hành tiền nữa. Và với Robert Kiyosaki thì ông có một cái tư duy rằng là kinh doanh thì nó cũng giống như đầu tư, và chúng ta hãy đầu tư vào một cái loại tài sản nào đó mà chúng ta không cần có mặt của chúng ta, và nó phải tạo ra cho chúng ta một cái dòng tiền lớn tăng trưởng bền vững. Và trong tất cả các cái lĩnh vực đầu tư, em Hạnh thì cũng đã 5 năm trong cái thị trường đầu tư, và năm nay là năm thứ 6 rồi, thì em Hạnh cũng trải qua rất là nhiều các cái kênh đầu tư. Thì em Hạnh nhận thấy rằng là ở trên thị trường hiện nay nó có hai cái kênh đầu tư mà nó tạo ra cái tăng trưởng tài sản lớn, lãi suất vốn cũng như là cái dòng tiền bền vững, đó chính là đầu tư vào bất động sản, sinh ra dòng tiền, và thứ hai là cổ phần doanh nghiệp. Nhưng mà với bất động sản thì không phải ai cũng có khả năng để có thể sở hữu những cái bất động sản lớn để tạo ra cái dòng tiền thu nhập lớn. Nhưng cô chú anh chị biết rằng là em Hạnh biết rằng có một người bạn là có cái bất động sản khoảng 30 ba hơn 30 tỷ ạ. Hơn 30 tỷ nhưng mà cho thuê một tháng cũng chỉ khoảng 30 đến 40 triệu cô chú anh chị. Tức là cái dòng tiền từ bất động sản nó rất là thấp. Nó chỉ từ 4 đến 5% một năm thôi, nó rất là thấp. Đấy, và đòi hỏi là chúng ta phải có nhiều vốn mới có thể là sở hữu cái loại tài sản này. Nhưng có một cái kênh hiện nay đang có một cái kênh đầu tư mà nó không cần chúng ta phải quá nhiều vốn, không cần phải quá giỏi, quá nhiều kiến thức, chúng ta vẫn có thể sở hữu được cái loại tài sản tăng trưởng lớn này. Và đây cũng là một trong những cái loại tài sản mà tất cả các triệu phú và tỷ phú trên thế giới hiện nay đều sở hữu, đó chính là cổ phần doanh nghiệp, đặc biệt là cổ phần doanh nghiệp trước IPO chị. Và các anh chị cũng đã, chị Thu Trang đã cho anh chị nhìn thấy rất nhiều những cái ví dụ về tăng trưởng vốn cũng như là cái cổ tức khi mà chúng ta dòng tiền chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp chúng ta được nhận hàng năm, đúng không chị? Và cô chú anh chị cũng xem một video vô cùng tuyệt vời của Tần Nguyễn, đúng không ạ? Của ông Tần Nguyễn đã nói về cái tăng trưởng khi mà sở hữu cổ phiếu của Vinamilk. Ông nói rằng là gì? Đầu tư là một công việc nhàm chán và chúng ta lười, càng lười chúng ta càng giàu. Ví dụ như anh chị nhá, em Hạnh cũng vừa mới sốt thôi. Nếu như anh chị sở hữu 1 triệu cổ phiếu của Vinamilk thì năm 2023 Vinamilk chịu cổ tức là 6.000 đồng một cổ phiếu. Vậy nếu anh chị sở hữu 1 triệu cổ phiếu thì một năm các anh chị không cần làm gì cả. Các anh chị cũng sở hữu trong tay là nhận là chảy về túi anh chị là 6 tỷ các anh chị. Không cần làm gì mà một năm nhận được 6 tỷ tiền cổ tức thì cuộc sống của anh chị có hạnh phúc không ạ? Đấy. Tần Nguyễn nói là gì ạ? Đó là một cái sự thật là phiền phức, nhưng mà chúng ta đều thích cái sự phiền phức này, đúng không chú anh chị? Không cần làm gì mà tiền nó cứ cứ chảy vào túi.
Đấy, thật là một sự phiền phức đáng yêu đúng không ạ? Nếu như cô chú anh chị nào mình mong muốn mình có một cái sự phiền phức hạnh phúc như vậy thì có thể comment một điều gì đó được không ạ? Dạ vâng. Và khi chúng ta đã nhìn thấy được rằng là khi mà em Hạnh đầu tiên khi mà em Hạnh được bén duyên với thị trường đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì em Hạnh cũng được nghe rất là nhiều anh chị đi trước chia sẻ rằng là em khi em đầu tư vào lĩnh vực đầu tư của một doanh nghiệp từ 1 đồng em có thể thành 100 đồng, 1.000 đồng. Cái phản ứng đầu tiên của em là không tin, tại sao mà có thể từ 1 đồng mà có thể thành 100 đồng, hàng nghìn đồng được, em không tin. Đấy, nhưng mà sau đó khi mà em tìm bước chân vào tìm hiểu thì em mới thấy rằng là con đường làm giàu này nó là có thật, là có rất nhiều những câu chuyện thành công từ những người bình thường, những số vốn rất nhỏ, một vài nghìn đô thôi cũng có thể trở thành hàng triệu đô, thậm chí hàng trăm tỷ. À, nhờ đầu tư vào những cái doanh nghiệp trước khi mà nó niêm yết lên sàn chứng khoán. À, vậy thì để mà chúng ta lựa chọn được một doanh nghiệp tiềm năng thì nó phải có những cái tiêu chí để lựa chọn đúng không chú chị? Đấy, nó tiêu chí nó giống như là kiến thức ạ. Đầu tư thì cần 2 yếu tố đúng không ạ? Một là vốn, hai là kiến thức. Và kiến thức ở đây nó cũng không quá là cái gì nó phải quá là cao siêu đâu cô chú anh chị, nó đơn giản chỉ là những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn một cơ hội thôi. Và ở đây chị Thu Trang cũng đã chia sẻ 5 cái tiêu chí để cô chú anh chị chúng ta lựa chọn được một cái doanh nghiệp tiềm năng an toàn để chúng ta đầu tư. Và 5 cái tiêu chí này là 5 cái tiêu chí mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp họ đã đầu tư rất nhiều năm và họ đúc rút lại để chia sẻ với tất cả, đúc rút lại để cô chú anh chị chúng ta hiểu đó là gì ạ? Sản phẩm, đầu tiên là sản phẩm đúng không ạ? Hai là năng lực của cái người, năng lực tâm huyết của nhà sáng lập. Thứ ba là gì ạ? Cái pháp lý, cái yếu tố bảo vệ tiền cho chúng ta. Và cái thứ tư là cái thành tựu mà cái doanh nghiệp đấy đã đạt được là gì? Đã doanh nghiệp đang phát triển hay là đi xuống? Và cái cuối cùng nó là quyền lợi. Em ạ, nhận ra một điều rằng là hầu hết tất cả mọi người khi tham gia đầu tư chúng ta mất tiền bởi vì chúng ta đặt quyền lợi lên trên cùng. Chúng ta chỉ hỏi rằng là khi một ai đó tư vấn cho mình một cái cơ hội nào đó, chúng ta hỏi một câu đầu tiên là gì? Hôm nay tôi được bỏ vào đây 100 triệu thì ngày mai tôi được bao nhiêu tiền? Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người khi tham gia đầu tư đều mất tiền. Chúng ta khi chúng ta đặt quyền lợi lên trên cùng thì chúng ta sẽ bị quyền lợi dắt mũi và sẽ không đủ tỉnh táo để có thể là nhận biết được một cái dự án tốt với tiềm năng. Đấy. Nhưng mà khi mà cô chú anh chị chúng ta đánh giá một cái doanh nghiệp theo đúng 4 cái tiêu chí ở trên, đặt quyền lợi cuối cùng và khi mà 4 cái tiêu chí ở trên nó đáp ứng được thì tức là cô chú anh chị chúng ta đã đầu tư vào đúng cơ hội, đầu tư vào đúng doanh nghiệp tốt. Vậy thì đầu tư vào đúng cơ hội thì chắc chắn là quyền lợi cô chú anh chị chúng ta sẽ được nhận rồi đúng không ạ? À, và thực sự còn rất rất nhiều những cái điều tuyệt vời mà chị Thu Trang ngày hôm nay muốn chia sẻ thì em cũng xin tổng kết một chút cái chia sẻ của chị Thu Trang để các anh chị có thể là nhìn thấy tổng quan cái bài chia sẻ ngày hôm nay của chị Thu Trang và rất là mong muốn có một hai cánh tay của cô chú anh chị chúng ta chỉ còn khoảng độ vài phút nữa thôi 2 đến 5 phút nữa thôi thì em sẽ dành một suất duy nhất cho một cô chú anh chị chúng ta sẽ lên giao lưu chia sẻ cái giá trị, gửi lời cảm ơn đến chị Thu Trang cũng như chia sẻ cái giá trị mà ngày hôm nay mình nhận được. Người thầy của em Hạnh có nói gì ạ? Chúng ta nghe bằng tai, chúng ta nói ra bằng miệng nó sẽ đọng lại ở não. Nếu như hôm nay cô chú chị chúng ta nghe chúng ta cảm thấy rất hay, rất hào hứng, nhưng nếu như mình không nói ra thì đến ngày mai có thể là nó nghe tay này nó sang tay kia đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy ở đây là cơ hội mà cô chú anh chị chúng ta xuất hiện trước hơn 200 cô chú anh chị em như ôn lại những cái giá trị mà mình nhận được ạ. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Thì không biết là cô chú anh chị nào mình mong muốn được chia sẻ những cái giá trị mình nhận được ngày hôm nay không ạ? Chỉ một hai cái một câu nói mình tâm đắc thôi cũng được cô chú anh chị, không cần quá nhiều đâu ạ. Một câu nói mình tâm đắc thôi và biết đâu cái câu nói cô chú anh chị tâm đắc đó cũng là câu nói tâm đắc của một người và giúp ai đó thay đổi đời sao? Em có nhìn thấy một cánh tay là của Út Lũy nhưng mà em không nhìn thấy mở camera. Em sẽ chỉ mời khi mà mình nhìn thấy camera đấy. Vâng ạ, em xin phép được mời chị Út Lũy ạ. Vâng ạ. Chị bấm mic lên nhé. Rồi, chị chào, chào em Hạnh, chào cả nhà mình một buổi tối đầy năng lượng. Rồi chị cảm ơn là buổi học hôm nay là chị được cảm nhận về cái buổi học là mình học được cái chia sẻ cái
cái doanh nghiệp đó với lại cái phần trăm của cổ phần á là chị được thấy rõ. Nhưng trong phòng Zoom của mình tối hôm nay là chào các cả nhà mình là các cô chú anh chị được tự giới thiệu bản thân một xíu. Chị là Trần Thị Lỹ, sinh năm 1972, sinh tại Quảng Nam và sống thì ở Gia Lai mà làm việc thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội viết được OIT thì nhờ một em Tùng. Rồi em Tùng chia sẻ cho chị Chị cơ ơi, hội OIT. em xin phép được cắt lời chị được không ạ? Tại vì em rất là cảm ơn phần giới thiệu của chị, rất là tuyệt vời, nhưng mà em xin lưu ý một chút rằng là ngày hôm nay là chúng ta đang chia sẻ về buổi là tư duy tài chính, chứ mình không nói về bất kỳ một cái dự án hay một doanh nghiệp nào cả, mà mình đang chia sẻ về cái tư duy tài chính để làm sao giúp tất cả cô chú anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu được là tại sao chúng ta phải đầu tư, đúng không ạ? Và đầu tư thì có những công cụ nào có thể dẫn chúng ta được đến giàu có nhất được không ạ? Và cho, xin mời cô có thể chia sẻ một chút về cái giá trị hay là một câu nói mình nhận được trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Trong buổi tối hôm nay á thì Út Lĩ được nhận được cái giá trị là mình đầu tư á, thì cái cổ cái giá trị nó nhân lên và nó không có cộng cộng như là chị em mình làm truyền thống là để dành là cứ cộng tiền và bảo ngân hàng cũng cộng tiền, thì mình biết được cái cổ phần doanh nghiệp là nhân tiền, nên từ đó chị đã sẽ đầu tư vô công nghệ mà được cái công nghệ mà giải cứu hành tinh xanh á, thì là rất may mắn và có phước báo của mình và cả nhà mình nếu mà ai nắm bắt được cơ hội. Đó là buổi cảm nhận của chị hôm nay. Chị cảm ơn em Hạnh. Có vẻ Chờ rằng là chị, lắng nghe. dạ vâng, cảm ơn chị Út Lũy. Cả nhà mình có thể là comment một điều gì đó để cảm ơn những chia sẻ của chị Út Lũy, một người chị với những chia sẻ rất là chân thành, đúng không ạ? Chắc là chị mới tham gia vào thị trường đầu tư đúng không ạ, và chị đang may mắn là mình đang có trong tay một cái cơ hội mà chị cảm nhận rằng là nó có thể giúp chị thay đổi cuộc đời, thay đổi cái cuộc đời tài chính của mình, đúng không ạ? Một cái công nghệ mà chị cảm thấy rằng nó cần thiết cho xã hội, và rất là mong muốn có thể giao lưu chị ở những cái buổi Zoom sau nó sẽ phù hợp hơn với cái doanh nghiệp mà chị đang đầu tư, được không ạ? Vì ngày hôm nay là chúng ta chỉ giao lưu về cái tư duy tài chính thôi. Cảm ơn, xin cảm ơn và chúc mừng chị đã mở tư duy, đã cho phép mình được bắt đầu với một cái lĩnh vực mới, một con đường mới, đúng không ạ? Dạ vâng, bây giờ đã là 10:02 rồi, thì không biết Vâng là, em ạ. dạ vâng ạ, thì không biết là có cô chú anh chị nào mình mong muốn chia sẻ một cái giá trị nào đó nữa không ạ? Buổi hôm nay thực sự là một buổi vô cùng tuyệt vời cô chú anh chị, với những cái kiến thức mà có thể ở bên ngoài kia cô chú anh chị mình sẽ phải bỏ ra hàng vài chục triệu đồng để mình có thể học được những kiến thức đó, và thậm chí là mình học xong mình cũng có thể áp dụng được. Nhưng ngày hôm nay thì được người chủ giảng của chúng ta là chị đã có những trải nghiệm thực tế, những thành công thực tế để có thể chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị, và giúp cô chú anh chị mình có thể áp dụng và kiếm tiền thật đấy ạ, kiếm được hàng triệu đô. Và em đã nhìn thấy một cánh tay của một người chị rất là xinh đẹp. Em quan sát từ đầu thấy rằng là chị là một người rất là tích cực, luôn mở cam, cũng như nở những nụ cười, những năng lượng rất là tuyệt vời trong buổi ngày hôm nay. Thì em xin dành suất cuối cùng cho sự chia sẻ của chị ạ. Em mời chị Hồng Sâm. Hồng Sâm chào cả nhà, chào cô chú anh chị em trong buổi tối hôm nay. Hiện giờ thì Hồng Sâm nhận được rất là nhiều giá trị hôm nay về thông điệp để nói về tài chính, về sự tự do tài chính và những lĩnh vực đầu tư. Một lần nữa thì Hồng Sâm cũng tự giới thiệu về mình. Hồng Sâm sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Tĩnh, sinh năm 1982. Cái tuổi 82 ấy, thì theo như Hồng Sâm được biết ấy, cái tuổi thích giàu, tuổi thích làm ăn, tuổi thích cống hiến và tuổi của trung thành. Chính vì thế mà Hồng Sâm đồng hành với cái doanh nghiệp của mình ý, cũng đã được 4 năm và không có một cái nơi nào thấm nhuần cái đạo đức, trí tuệ và nghị lực giống như ở cái công việc doanh nghiệp mình. Chính vì thế mà khi gặp tất cả đồng đội ở đây, Hồng Sâm rất là nghe. Mặc dù có thể là thông điệp mà chúng ta nói về tài chính chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần một bạn xuất hiện đều có một cái giá trị riêng và có một cái chất riêng. Hồng Sâm bắt gặp rất là nhiều cái từ khi, đó là trước kia mình chưa biết,
tự do tài chính. Khi chúng ta nói đến cái thông điệp tự do tài chính ấy, thì nó đơn giản cực kỳ luôn. Đó là cái việc là cái thu nhập của chúng ta, cái tổng chi phí của chúng ta ấy, nó phải nhỏ hơn cái tổng thu nhập. Tức là cái thu nhập chúng ta phải cao hơn và cái chi phí nó thấp đi, làm sao để chúng ta sinh hoạt hàng tháng mà chúng ta còn còn có rất là nhiều tiền nữa. Vậy thì ngày xưa chúng ta đi làm công ăn lương ấy, đến tháng hết lương. Nhưng nếu bây giờ mà ai mà làm công ăn lương mà chúng ta vẫn còn dư tiền á, tháng 10 triệu, 8 triệu thôi, nhưng mà hàng tháng chúng ta vẫn còn dư tiền, thì cũng đó có thể là gọi là tự do tài chính. Nhưng nếu cái tự do tài chính đó mà nếu như mà xảy ra những cái biến cố thì chúng ta có tự do mà. Vậy thì đó là một cái câu hỏi và một cái bài học cho Hồng Sâm đặt ra cho mình. Để tự do tài chính lâu dài và tự do tài chính ngắn hạn, vậy thì mình phải xây dựng một cái dòng tiền thu nhập thụ động. Vậy thì đã là thụ động thì không làm mà nó cũng chảy về, vậy thì nó bắt đầu từ đâu? Nếu như là theo lương, không làm thì chúng ta cũng có lương hàng tháng, đó là khi nghỉ hưu là một. Vậy thì cái số tiền lương hưu đó là số tiền của chúng ta khi chúng ta đi làm mà nhà nước sẽ trả về cho chúng ta, hoặc là các doanh nghiệp trả về cho chúng ta. Vậy thì cái đồng tiền nó cũng cực kỳ nhỏ, có thể là đủ chi, không đủ chi tiêu hoặc là đủ chi tiêu chẳng hạn. Nhưng để có một cái dòng tiền thu nhập thụ động mà như mỏ kim cương ấy, nó càng dùng càng nhiều, càng xài càng nhiều, mà nó càng lâu thời gian nó càng nhiều, càng đẻ càng nhiều. Vậy thì đó là gì? Đó là xây dựng đường ống, đó là xây dựng hệ thống của chúng ta. Khi chúng ta làm một cái công việc nào đó và chúng ta chia sẻ được rất là nhiều người, và cái giá trị đó có thể để cho bản thân và cho cả con cái, tức là một cái doanh nghiệp con người là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái việc chúng ta góp vốn cổ phần. Chúng ta thay vì đi bán hàng là làm việc hệ thống thì chúng ta còn có góp cổ phần từ những cái số tiền nhỏ nhất, số tiền tùy cái mức độ, cái tư duy tài chính của mình làm chủ được cuộc chơi. Trong những cái đồng tiền của mình làm chủ cuộc chơi, làm sao mà để khi mình đưa tiền ra mình dám chắc rằng cái sự rủi ro cho mình là ít nhất, mà cái sự thông minh của mình nhất, mình làm chủ được cái trò chơi đó. Thì cái có thể là 100 đô, 200 đô, 500 đô, 1 tỷ, 2 tỷ chẳng hạn, tùy theo thu nhập của cá nhân mình, mà chúng ta đưa cái tiền này chúng ta vào đầu tư, bắt tiền làm việc, một đoàn quân đi làm việc với chúng ta và nó đẻ ra rất là nhiều nghìn quân. Và bắt đầu từ khi sang đây thì Hồng Sâm nhận được giá trị ở trong cái cộng đồng dung đấy. Cái này không phải tự nhiên Hồng Sâm biết, ngày xưa ở trường học Hồng Sâm đi làm giáo viên không ai dạy, Hồng Sâm hiểu cái điều này. Và khi được ra bước ra môi trường những buổi dung như thế này, Hồng Sâm nhận được rất nhiều là giá trị, ngày càng hiểu như là thuộc luôn đấy cả nhà. Tức là làm chủ cuộc đời, trò chơi cuộc đời của chính mình trong tất cả mọi thứ, kể cả mối quan hệ, kể cả cái sức khỏe, kể cả cuộc sống. Mình phải làm chủ được cuộc đời của chính mình và trao đi giá trị làm chủ cuộc đời cho mọi người thì cuộc đời mình mới làm chủ được. Thì có rất là nhiều điều mà Hồng Sâm chia sẻ hôm nay. Rất là biết ơn các bạn đã chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chị Hồng Sâm. Cả nhà mình có thể comment một dòng 82 được để cảm ơn chị chia sẻ của chị Hồng Sâm đúng không ạ? Chị Hồng Sâm sinh năm 82, một cô giáo rất là năng lượng đúng không ạ? Thực sự là tuyệt vời. Đầu tiên thì em cũng xin chúc mừng chị đã tìm ra được cho mình một cái con đường sáng, một con đường có thể giúp chị đạt được tất cả những cái gì chị mong muốn. Và em cũng nghe chị nói rằng là chị là một cái tuổi 82 là cái tuổi mà rất thích làm giàu, rất thích kinh doanh đó. Nhưng mà em thấy rằng là em cảm nhận được rằng là tất cả các tuổi đều mong muốn 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 làm giàu chị ạ. Cả các tuổi đều mong muốn mình có thể trở nên giàu có. Nhưng tại sao có những người mà không thể đạt được? Bởi vì rằng là họ họ chưa có được được đúng đúng đến đúng cái môi trường, may mắn giống như chị em mình đã đến đúng môi trường. Vì ai cũng mong muốn mình giàu có nhưng mà họ sẽ đi vào các cái dự scam bởi vì không có kiến thức. Và chúng ta thực sự may mắn khi mà cho đi vô điều kiện giúp cô chú anh chị chúng ta, những người mới khi tham gia vào thị trường đầu tư, chúng ta có những cái tư duy được đúng để không mất tiền ở các cái sân sàn thị trường, các cái sân sàn lừa đảo đúng không ạ? Đó là điều rất tuyệt vời. Và một cái thứ hai nữa mà chị Hồng Sâm nói rằng là khi mà mình đầu tư vào doanh nghiệp ấy, không phải rằng là mình tự nhiên mà mình đầu tư vào đây một đồng mà nó có thể, mình bỏ ra khỏi túi một đồng mình đưa cho doanh nghiệp mà nó tự nhiên mà nó có thể trở thành 100 đồng, 1.000 đồng, nó tăng trưởng lớn như vậy.
ở trong đó nó phải có cái sức người ở trong đó, nó phải có sự làm việc của hàng trăm hàng nghìn kỹ sư như công nhân ở trong đó, có những cái bộ óc của những người sáng lập, những giám đốc, những chủ tịch, những nhà khoa học ở trong cái doanh nghiệp đó thì mới có thể giúp từ một cái đồng vốn nhỏ của chúng ta trở thành tài sản lớn được, đúng không chú anh chị? Bởi vì vài chục triệu của chúng ta bên ngoài kia, cô chú anh chị tự hỏi là vài chục triệu ở ngoài kia chúng ta làm được cái gì? Có thể có người sẽ đi du lịch, có người đi mua iPhone, hay là mua một cái sắm một cái gì đó hưởng thụ cho mình, hoặc là chúng ta chi tiêu cái gì đó cũng hết. Nhưng mà nếu như mà hoặc là kinh doanh, giả sử kinh doanh vài chục triệu thì cũng rất khó để có thể kinh doanh một cái lĩnh, một cái ngành nghề nào đó, rất là khó. Nhưng mà gì ạ? Ngoài việc là kinh doanh cái ngành nghề rất là khó ra với số vốn nhỏ thì nó còn phụ thuộc vào cái kiến thức, cái tư duy của mình nữa. Nhưng mà khi vài chục triệu cô chú anh chị đầu tư vào một cái doanh nghiệp, nó giống như việc là chúng ta đứng trên vai người khổng lồ vậy. Đấy, người khổng lồ đi một bước bằng chúng ta đi 100 bước, cô chú anh chị. Và nó không phụ thuộc vào cô chú anh chị chúng ta là ai, chúng ta là giáo viên, là công nhân, là kỹ sư, hay người lao công, hay bất kỳ ai. Đó. Nhưng nó lại phụ thuộc vào gì ạ? Cái doanh nghiệp mà chúng ta đưa vào, người sáng lập là ai, họ có tầm cỡ của cái doanh nghiệp đó như thế nào, doanh thu của doanh nghiệp đó ra sao, và nó có lớn hay không để mang lại chúng ta được cái nguồn lợi nhuận lớn anh chị. Đó, đó là những cái chia sẻ của chị Hồng Sâm vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã có mặt, 186 cô chú anh chị chúng ta vẫn còn có mặt ở trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, tạo nên sự thành công của buổi Zoom ngày hôm nay. Em hãy tin chắc chắn rằng cô chú anh chị chúng ta đều nhận được những giá trị vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã có ở lại đến giờ phút này. Và ngay bây giờ xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ cùng bật mic lên chào nhau, cũng như chúng ta sẽ giơ right hand lên để chúng ta sẽ cùng chụp lưu giữ lại với nhau những cái bức ảnh, những khoảnh khắc này, được không cô chú anh chị? Nhà mình rất là hen ạ. Chúc tất cả cô chú anh chị nhà mình sẽ có một buổi một cái giấc ngủ thật là ngon, và sau một ngày mới làm việc thật là hiệu quả và đạt được tất cả những cái thành tựu, những cái thành công mà mình đã lựa chọn ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị, nhà mình hãy ra hen lên lên đi ạ. Và xin nhờ ban kỹ thuật chụp ảnh cho anh chị em nhé. À, bật cam lên để em làm bắt đầu chụp ảnh nha. Em đếm nha, 1, 2, 3. Em chào hai nha. 1, 2, 3.